Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 70. Lúc này Dương Bách Xuyên nghĩ lại, Na Cha trong thần thoại có thể là cảnh giới phân thần hay không? Sau đó tìm củ sẽ để luyện chế phân thân. Mặc kệ có phải hay không, trong truyền thừa mà sư phụ Vân Thiên Tà truyền lại, củ sen linh khí được dựng dục từ nước ao linh tuyền tuyệt đối là thiên địa linh bảo có thể luyện chế hóa thân. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Bách Xuyên kích động hỏng rồi. Không nói đến củ sen, chỉ cần ngắt bông sen dùng, sau đó tu vi cũng sẽ tiến nhanh thêm một bước, bởi vì nó chứa đựng tinh khí của thiên địa. Dương Bách Xuyên biết lần này phát tài, củ sen linh khí có thể luyện chế một hóa thân có thực lực giống bản thể như đúc, còn bông sen có thể gia tăng tu vi. Lời to rồi. Đôi mắt của Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào củ sen linh khí. Lập tức duỗi tay muốn ngắt bông sen, đụng phải linh vậy thiên địa cỡ này, nếu hắn không cầm vào trong tay, vậy quá uổng phí, xứng đáng bị thiên lôi đánh xuống. Còn chuyện đó là đồ của ai, hắn đã vứt vấn đề này ra sau đầu từ lâu, hiện tại trong lòng chỉ có một câu, là của ta, tất cả là của ta. Nhưng đúng lúc Dương Bách Xuyên vươn tay sắp chạm đến bông sen lấp lánh kim quang kia, dị biến phát sinh. Sau một tiếng rung động nặng nề, bông sen bộc phát ra kim quang chói mắt, quan trọng nhất là một loại dao động cường đại phát ra. Dương Bách Xuyên một lòng muốn có được linh vật thiên địa này, căn bản không có bất cứ phòng bị nào, bị dòng khí này đánh bay ra ngoài. Đùng phụt. Bay ngược ra ngoài mấy chục mét, rơi mạnh xuống mặt đất, suýt chút nữa mông nở thành tám cánh, phun ra một ngụm máu, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Bên tai truyền đến tiếng gầm giận dữ, to gan, kẻ nào dám động vào đồ của nương nương. Dương Bách Xuyên nhe răng trợn mắt, thương thế không nặng, sau khi vận chuyển công pháp khí huyết thông thuật, nghe âm thanh gào giống này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bông sen hiện lên một thanh niên lấm la lấm lét, là một yêu hồn cường đại. Từ hơi thở cảm giác được hình như đây cũng là linh hồn yêu hồ, hơn nữa là cấp bậc xuất khiếu đại viên mãn. Sau khi cảm giác được đối phương là yêu hồn xuất khiếu đại viên mãn, trong lòng Dương Bách Xuyên không khỏi kinh sợ. Cũng không nghĩ đến sẽ có yêu hồn bảo hộ trong củ sen linh khí. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, chỉ cần là thiên tài địa bảo đều có linh thú bảo hộ, đừng nói đến linh bảo tinh hoa được thiên địa dựng dục như củ sen linh khí. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, mặc dù hơi thở của đối phương sánh ngang với cấp bậc xuất khiếu đại viên mãn, nhưng đây chỉ là một yêu hồn hổ yêu không có thân thể, thực sự buông tay đánh cược mạng, không phải hắn không có phần thắng. Hơn nữa hắn chắc chắn phải lấy được củ sen linh khí, con mẹ nó ai quan tâm ngươi là nương nương hay gì, cho dù có chủ hôm nay ta cũng muốn cướp lấy. Loại linh vật thiên địa cỡ này, bỏ lỡ sẽ không còn. Thực sự tác dụng của nó quá lớn, củ sen có thể trợ giúp bước vào phân thần cảnh, tu luyện hóa thân, nuốt trực tiếp bông sen có thể giúp tu sĩ tăng tu vi, chỉ có đầu ngốc mới từ bỏ. Đối mặt với yêu hồn hồ yêu cường đại, Dương Bách Xuyên nghĩ. Không đánh lại thì tìm trợ giúp là được, nói thiện linh, trùng, đi ra làm việc. Đầu tiên triệu hồi hai linh sủng ra đã, thật sự không được còn có không gian hồ càn khôn. Hắn cũng không tin không đánh chết một linh hồn yêu hồ. Thiện linh hóa thành bộ dáng trẻ con xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, trùng truyền âm nói, chủ nhân, ta chuẩn bị đánh lén. A Dương Bách Xuyên sửng sốt, có chút giở khóc giở cười, không nghĩ đến trùng còn có một mặt xấu xa. Gật đầu tùy nó, dù sao cũng không trông cậy trùng và thiện linh có thể giúp đỡ được nhiều, triệu hoán hai bọn nó ra vì để hấp dẫn hỏa lực cho chính mình, chiến đầu chủ lực vẫn là chính hắn. Nhân tộc đáng chết, rút lui, nếu không bổn vương sẽ không khách khí. Lúc này thanh niên hồ yêu kia lên tiếng cảnh cáo Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đuối lý nghẹn cơn tức, nhìn hồ yêu này, nở nụ cười lạnh lùng nói, tiểu gia muốn củ sen linh khí là chuyện chắc chắn rồi. Nếu ngươi ngoan ngoãn tránh ra, để cho ngươi một mạng, nếu không sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Còn không phải hù dọa uy hiếp người sao? Ta cũng biết. Vô lễ, nhân loại ti tiện, ngươi có biết củ sen linh khí là đồ của ai không? Có biết bổn vương là người phương nào không? Thanh niên lấm la lấm lét kia đảo mắt, nói. Làm sao Dương Bách Xuyên lại không nhìn ra được tên gia hỏa này đã ra vẻ bình tĩnh uy hiếp người? Cười ha ha. Nói, ai quan tâm ngươi là ai, lặp lại lần nữa, tránh ra. Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dám can đảm bước vào linh tuyền chỉ một bước,
bổn vương sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Thanh niên hồ yêu lơ lửng giữa không trung, khí thế kinh người. Dương Bách Xuyên không muốn nhiều lời với đối phương, hắn nhìn ra được linh hồn hồ yêu này có băn khoăn, nếu không lúc này đã ra tay từ lâu, làm gì còn đứng khua môi múa mép với chính mình. Nghĩ đến đây trong lòng càng thêm chấn định, đột nhiên bước lên một bước, phi thân, nhẹ giọng nói, nguyên thần xuất khiếu, M Dương hợp nhất. Dứt lời, M Dương xuất khiếu một đen một trắng hợp hai thành một, hóa thành một hư ảnh cao chín trượng lấp lánh kim quang. Giơ lên nắm tay trực tiếp đập xuống hướng thanh niên hổ yêu kia, hắn phải thử thực lực của đối phương trước. Cùng lúc đó, Thiện Linh cũng ra tay, tấn công về phía thanh niên hổ yêu kia. Còn trùng đang bám vào người Dương Bách Xuyên, yên lặng bay khỏi người Dương Bách Xuyên, vòng một vòng lớn bay về phía sau thanh niên kia. Thanh niên hổ yêu nhìn thấy nguyên thần xuất khiếu của Dương Bách Xuyên, sắc mặt biến đổi, hiển nhiên nhìn ra được nguyên thần của Dương Bách Xuyên không giống người thường. Không nghĩ đến một tu sĩ xuất khiếu sơ kỳ lại có thể hợp nhất âm dương, đồng thời xuất khiếu. Ngược lại không thèm để ý đến Thiện Linh bên cạnh Dương Bách Xuyên, ở trong mắt thanh niên hổ yêu, Thiện Linh không đáng để vào mắt, còn trùng có bị phát hiện hay không thì không biết. Đột nhiên sắc mặt của thanh niên hổ yêu nghiêm lại, nhưng lại không hoảng loạn, trong tay kết thành một dấu tay cổ quái, đánh về phía Dương Bách Xuyên. Ngay lập tức một phù văn rực rỡ ánh vàng xuất hiện, hóa thành một thanh kiếm thần hồn. Chém. Một chữ chém sắc bén thốt ra từ miệng của thanh niên, phù văn kim sắc hóa thành thanh kiếm dài ba thước, chém xuống đầu của Dương Bách Xuyên. Ánh mắt của Dương Bách Xuyên đọng lại, nghĩ thầm, tên này cũng có chút thực lực. Không dám chậm trễ, điều động nguyên thần, trong tay hiện lên một ngọn lửa thần hồn màu lam, nện mạnh xuống thân kiếm thần hồn của đối phương. Ầm. Sau một tiếng va chạm nặng nề, nguyên thần của Dương Bách Xuyên bị dập nát. Thần hồn của hắn run lên, sắc mặt trắng bệch, cổ họng trào lên một ngụm máu, chảy ra từ khóe miệng. Nguyên thần bị dập nát, thần hồn bị thương. Nhưng thanh kiếm thần hồn của đối phương bị một quyền của hắn dập nát, nhưng xem bộ dáng của thanh niên hổ yêu kia, hình như cũng không bị thương. Bây giờ nghĩ lại, hơi thở của đối phương có thể sánh ngang với xuất khiếu đại viên mãn nên cũng không chịu nhiều thương tổn. Hơn nữa hắn thật sự cảm thấy kinh hãi với thủ đoạn tùy tay kết ấn hóa ra thanh kiếm linh hồn của thanh niên hổ yêu. Lúc này Thiện Linh đã đến gần thanh niên hổ yêu, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ càng thêm tà khí nghiêm nghị, sau đó chỉ thấy Thiện Linh há mồm gào lên, growl. Ngay lập tức ánh sáng đỏ thầm xuất hiện trong miệng của Thiện Linh, nhổ ra một viên tà khí, hóa thành bộ xương khô lao về phía thanh niên hổ yêu mà cắn xé. Cút. Lúc này một cảnh tượng làm Dương Bách Xuyên cảm thấy ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ thấy đôi mắt tam giác của thanh niên hổ yêu trừng to, gầm lên một chữ cút, phất tay tung ra một chưởng lên trên bộ xương khô của Thiện Linh, ngay lập tức Thiện Linh hét thảm bay ngược ra ngoài. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, con mẹ nó cũng quá mạnh rồi. Không ngờ Thiện Linh còn không khiêng được một kích của đối phương. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đương nhiên, nguyên thần của hắn còn không khiêng được một kích nói gì đến Thiện Linh. Mặc dù lực lượng âm tà của Thiện Linh quỷ dị, nhưng dù sao Thiện Linh cũng là trẻ con, lực lượng không cường đại lắm, có thể sử dụng được tà khí phá ảo cảnh ảo thuật đã tốt lắm rồi. Dương Bách Xuyên nghĩ đến đây, lắc mình bắt được Thiện Linh bị đánh về nguyên hình vào trong tay, treo ở bên hông. Chủ nhân, Thiện Linh vô dụng, không phải đối thủ của đối phương. M thanh của Thiện Linh truyền đến trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười khổ an ủi, nói. Không trách ngươi, ta còn bị thương, ngươi giúp ta đánh vỡ ảo thuật ảo cảnh đã tốt lắm rồi. Vâng, chủ nhân yên tâm, ảo thuật ảo cảnh cường đại đến mấy ta đều có biện pháp phá giải, sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Thiện Linh vội vàng nói. Sau đó Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn thanh niên hổ yêu đứng canh giữ gắt gao trước bông sen, ánh mắt lập lòe nhìn chính mình. Lúc này suy nghĩ của Dương Bách Xuyên thay đổi rất nhanh, hắn biết cần thiết phải nghĩ cách. Mạnh mẽ đánh nhau với thanh niên hổ yêu nhưng không đánh lại, nhưng chính mình cũng không phải không có sức mạnh đánh trả, vẫn nên thay đổi ý nghĩ, dù sao hắn nhất định sẽ không từ bỏ bông sen và củ sen. Di chuyển chân, bay lên, triệu hoán giáp nhật nguyệt càn khôn mặc vào người, cầm kiếm đồ long trong tay, sau lưng xuất hiện nguyên thần cao chín trượng, lại lần nữa xông lên tấn công. Lúc này cần bớt thời gian cướp lấy củ sen linh khí. Sau khi võ trang lại,
ít nhất có thể khiêng được vài cái, sau đó tìm cơ hội. Hư ảnh của nguyên thần duỗi tay, một quả cầu ngọn lửa thần hồn màu lam xuất hiện, vứt về phía thanh niên hổ yêu. Đồng thời đâm kiếm đồ long, kiếm khí dài 3 trượng lập lòe ánh sáng bạc, tay phải tung ra 3 chiêu thần thông thủ cốt. Nhưng có một cảnh tượng làm Dương Bách Xuyên cảm thấy bất ngờ. Chỉ thấy thanh niên hổ yêu gầm lên, growl. Ngay sau đó cả người hắn ta lấp lánh kim quang, hóa thành hổ yêu 6 đuôi. Hóa thành bản thể trong nháy mắt, nhưng vẫn ở trạng thái yêu hồn. Đối mặt với công kích của hắn, hổ yêu hóa thành bản thể thét dài, 2 mắt đỏ đậm, 6 cái đuôi phía sau như 6 con mãng xà, biến dài, xuất kích cùng lúc. Âm âm đùng đoàng, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng trong sơn động, dòng khí cường đại nứt vỡ lan ra. Ngay lập tức Dương Bách Xuyên cảm thấy có một luồng gió mạnh tấn công sau lưng, vội vàng trở tay chém xuống, nhưng bị chậm nửa nhịp, bị một cái đuôi hung hăng đập mạnh vào sau lưng. Bịch. Phụt. Dương Bách Xuyên đứng giữa không trung phun máu. Nhưng cùng lúc đó, bên tai truyền đến tiếng kêu thê thảm, growl. Khóe mắt liếc qua, nhìn thấy hổ yêu thu lại 6 cái đuôi, đứng run rẩy giữa không trung. Lúc này Dương Bách Xuyên rơi xuống đất, bên tai truyền đến âm thanh của trùng, chủ nhân, nhanh lên, ta không kiên trì được lâu. Trùng. Dương Bách Xuyên sửng sốt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy không biết từ lúc nào trùng bám vào trên đầu của hổ yêu, toàn thân trùng lập lòe ánh sáng trắng, một cái đuôi của hổ yêu bám vào thân thể của trùng, chân trước của trùng bám vào đầu của hổ yêu. Một cái chân khác đứng vững trên đuôi của hổ yêu. Lúc này không kịp nghĩ nhiều, Dương Bách Xuyên biết sau khi tiến hóa, chắc chắn trùng sẽ có thần thông thiên phú gì đó mới có thể áp chế hổ yêu, nhưng nhìn qua cũng không bám được bao lâu. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cắn răng, vội vàng lao về phía hổ yêu. Cũng không biết trùng dùng thần thông gì, dù sao nhìn qua có vẻ lúc này hổ yêu không cử động được. Lúc này còn không ra tay vậy chờ khi nào? Dương Bách Xuyên phi thân qua, trực tiếp giơ kiếm chém về phía hổ yêu. Growl. Hổ yêu giận dữ gầm lên, có lẽ một kiếm của Dương Bách Xuyên làm hổ yêu sốt ruột, bộc phát một chút tiềm năng. Vốn dĩ một kiếm của Dương Bách Xuyên mang theo lực lượng thần hồn cường đại và đâm thẳng về phía đầu của hổ yêu, nếu một kiếm này đâm trúng, Dương Bách Xuyên tin tưởng có thể làm hổ yêu hoàn toàn hồn phi phách tán. Đáng tiếc sau khi hổ yêu gầm lên giận dữ, vặn vẹo một chút thân mình, tránh thoát thanh kiếm, nhưng, Dương Bách Xuyên vẫn thành công, hổ yêu coi như tránh được mùng 1 không tránh được 15, mặc dù đầu không bị một kiếm của Dương Bách Xuyên đâm trúng, nhưng lại thành công đâm vào cổ của hổ yêu. Growl một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong miệng hổ yêu. Dương Bách Xuyên dùng hết toàn lực trong một kiếm này, chân khí và lực lượng thần hồn cộng thêm kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long hợp lại làm một, cùng nhau tấn công. Mặc dù không đâm trúng đầu, nhưng bị đâm trúng cổ hổ yêu cũng không ổn. Uy lực của một kiếm trực tiếp lay động hổ yêu, bay ngược ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong tiếng kêu thảm thiết, hổ yêu va chạm mạnh vào trên vách động. Growl growl growl. Một kiếm không chém chết hổ yêu nhưng lại hoàn toàn chọc giận hắn ta, trong tiếng gầm rú, Dương Bách Xuyên nhìn thấy cả người của hổ yêu lóe lên kim quang. Hơi thở tăng lên một mảng lớn. Trong nháy mắt đánh bay trùng bám trên đầu ra ngoài. Ngay sau đó yêu hồ bay vụt đến như một mũi tên nhọn. Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng khiếp sợ, vốn dĩ yêu hồn cường đại hơn hắn, bây giờ hơi thở lại tăng lên một mảng lớn, vậy còn đánh kiểu gì? Thấy yêu hồ bay vụt đến, nếu xông đến trực tiếp hắn sẽ không thể ứng phó nổi. Đúng lúc Dương Bách Xuyên đang hoảng loạn, đột nhiên âm thanh của Thiện Linh vang lên, chủ nhân, nhanh cắn nuốt bông sen này chính là tinh linh thuần tịnh của thiên địa, có thể tăng lên tu vi của chủ nhân, nếu không sẽ không đánh lại yêu hồ. Đầu óc của Dương Bách Xuyên nổ tung, thầm mắng chính mình rối loạn không giữ được bình tĩnh, nếu không phải Thiện Linh nhắc nhở hắn cũng quên mất vụ này. Bây giờ một kiếm của hắn đánh bay yêu hồ, khoảng cách bông sen cũng hơn 2 thước, vươn tay có thể với tới. Trải qua sự nhắc nhở của Thiện Linh, ánh mắt của Dương Bách Xuyên sáng lên, không cần nghĩ ngợi trực tiếp nhổ bông sen lấp lánh kim quang kia, nhổ tận gốc, hoặc đã không làm, đã làm phải làm đến cùng, rút luôn củ sen linh khí ra khỏi nước linh tuyền, thu vào trong không gian hồ càn khôn, há miệng ra nuốt chửng bông sen vào miệng.
Growl, A Bổn Vương giết ngươi. Ầm. Yêu hồ nhìn thấy Dương Bách Xuyên nuốt chửng bông sen, ăn trộm củ sen, phát ra tiếng gầm rung trời, cách mấy thước vùng đuôi đánh mạnh vào trên người Dương Bách Xuyên, trực tiếp đánh bay Dương Bách Xuyên. Bịch. Dứt lời, ông ta hít một hơi thật sâu, Lâm Việt, ông không muốn bị cuốn vào việc này, ta có thể hiểu. Bây giờ ta chỉ nhờ ông một việc, nể mặt bạn cũ bao nhiêu năm mà cho chúng ta một quyển sổ dịch chuyển cấp đế để chúng ta có thể rời khỏi nơi này, tới nơi khác cầu viện. Lâm Việt im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, ta không muốn đắc tội với Đại Chu. Nhưng khoảnh khắc hồ yêu sắp đến, Dương Bách Xuyên bộc phát ra một dòng khí mạnh mẽ. Ầm đùng. Mắt thường có thể nhìn thấy dòng khí nhộn nhạo lan ra, trực tiếp lan đến trên người hồ yêu. A. À. Hồ yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, né tránh lui về sau, thân thể yêu hồn của hắn ta hơi run lên. Ngay sau đó, thân thể của Dương Bách Xuyên bay ra, sau đó hai mắt của Dương Bách Xuyên đỏ bừng, ngửa mặt lên trời thét dài, growl. Đối với Dương Bách Xuyên, lúc này hắn có khổ không nói lên lời, khoảnh khắc nuốt vào bông sen, hắn liền biết muốn xong đời, còn không bị yêu hồ đánh chết, lúc này phải bị bông sen nổ tan xác chết. Bông sen là hoa của củ sen linh khí, là tinh hoa thiên địa, ẩn chứa năng lượng linh khí vượt xa tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Ban đầu nghĩ cũng rất đơn giản, dưới tình huống khẩn trương không còn cách nào khác, hơn nữa thiện linh nhắc nhở, không hề nghĩ ngợi cắn nuốt bông sen. Trong nháy mắt, năng lượng của bông sen nổ tung trong cơ thể. Cực lớn đến nỗi vượt qua tưởng tượng. Hắn vận chuyển càn khôn quyết đến cực hạn, nhưng vẫn không thể tiêu hóa được lượng linh khí khổng lồ lúc này. Đan điền trong cơ thể rậm rạp nặng nề rung động, tu vi trực tiếp đột phá xuất khiếu cảnh sơ kỳ lên xuất khiếu trung kỳ, lại còn cuồn cuộn không ngừng tăng lên. Trong thời gian ngắn không thể tiêu hóa được lượng linh khí khổng lồ, nếu không cũng sẽ không xuất hiện cảm giác nổ tan xác chết. Lỗ chân lông trên người thấm sũng máu, kinh mạch đứt vỡ đang được chữa trị, không ngừng tuần hoàn, làm Dương Bách Xuyên đau đớn muốn chết, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Gầm xong cũng phát tiết được một chút tinh khí, sau đó đánh bay yêu hồ ra ngoài. Cũng chính việc nhổ ra một ngụm linh khí này làm Dương Bách Xuyên cảm giác được sự sảng khoái nhất thời. Ngay sau đó hắn cảm thụ được cảm giác phải bị linh khí trong cơ thể căng phồng, nếu không phát tiết hắn sẽ xong đời. Vì vậy nhìn chằm chằm yêu hồ, lúc này Dương Bách Xuyên làm ra một hành động tìm chết, chuẩn bị trực tiếp xông đến vật lộn với yêu hồ. Dù sao linh khí trong cơ thể hắn lớn đến mức không tiêu hóa được, lực lượng toàn thân giống như sắp tràn ra, không đánh một trận thực sự có lỗi với trùng. Lúc trước trùng tranh thủ cho hắn một cơ hội thắng lợi, lúc này được như ý nguyện, có được củ sen, cũng cắn nuốt bông sen, chẳng qua có chút ngoài ý muốn sắp bị nổ tan xác chết. Nhưng sau một tiếng thét dài, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tìm được bí quyết thoải mái, hoặc nói cách khác, bí quyết giải quyết linh khí tán loạn trong cơ thể chính là phát tiết. Đối tượng phát tiết cũng có sẵn, chính là hồ yêu siêu mạnh. Lúc này Dương Bách Xuyên không cần triệu hóa nguyên thần xuất khiếu, dù sao cũng không sợ bị đánh, lao trực tiếp vào hồ yêu, vung tay lên, xem ai đánh thắng ai. Đối với hồ yêu, hắn ta thực sự sắp tức điên rồi, chí bảo thiên địa mà mình bảo hộ vô số năm tháng bị Dương Bách Xuyên cướp đi, đây là sự thất trách nghiêm trọng của hắn ta, không biết nên công đạo như thế nào với vị nương nương kia. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên lao đến, hồ yêu cũng xông lên, sáu cái đuôi hung mãnh xuất kích giống như dao long ra biển. Ầm ầm ầm. Hai bên dây dưa với nhau, không khí chạm vào là nổ ngay, hai quyền khó địch nổi sáu đuôi, hắn bị hồ yêu hung hăng quất đánh, có thể nghe thấy âm thanh đứt gãy của xương cốt, nhưng Dương Bách Xuyên càng đánh càng hung mãnh. Mỗi một lần bị yêu hồ quất đánh, hắn đều cố gắng khiêng được, mặc dù ăn đau. Nhưng lại cảm thấy linh khí bạo loạn không thể khống chế trong cơ thể giảm bớt dịu đi. Gào gào gào. Ầm ầm ầm. Sau nửa canh giờ, Dương Bách Xuyên lại lần nữa bị cái đuôi của hồ yêu đánh bay ra ngoài, nện mạnh trên mặt đất. Nhưng lúc này sau khi Dương Bách Xuyên bò dậy, trên mặt lại nở một nụ cười, trong cơ thể hắn ầm ầm rung động, khí thể cũng bắt đầu biến đổi. Sau đó Dương Bách Xuyên cười ha ha lên, nhiệt xúc đánh thích không? Tiểu gia cảm ơn ngươi, nếu không phải bị ngươi quất đánh nửa canh giờ, có lẽ ta sẽ bị linh khí của bông sen nổ tung, cũng sẽ không trực tiếp đột phá xuất khiếu cảnh hậu kỳ, ha ha ha. Mặt mũi của Dương Bách Xuyên bầm dập,
quần áo trên người cũng biến thành mảnh vải, không khác gì ăn mày bản tu chân, nhưng lúc này hai tròng mắt của hắn lại sáng như sao trời, ý cười trên mặt cũng rất rực rỡ. Nhìn chằm chằm Hồ Yêu, nói, hiện tại đến lượt ta đánh ngươi. Áp lực hơn nửa canh giờ, năng lượng dư thừa trong cơ thể cũng hoàn toàn phóng thích, tu vi cũng đạt đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ, năng lượng bông sen giúp hắn tăng lên hai tiểu cảnh giới, mặc dù suýt chút nữa nổ tan xác nhưng hiện tại đều vượt qua. Đùng đoàng. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, xương cốt bị Hồ Yêu đánh đứt gãy đang khôi phục lại như lúc đầu, trên người bộc phát ra một loại hơi thở khổng lồ, phóng lên cao. Đôi mắt nhíu lại, dưới chân chuyển động với tốc độ cực nhanh, giây tiếp theo đã đi đến bên người Yêu Hồ. Yêu Hồ bị hơi thở cường đại của Dương Bách Xuyên dọa sợ, tăng lên liên tiếp hai tiểu cảnh giới, hơn nữa tốc độ cũng tăng lên gấp mấy lần, đột nhiên bị Dương Bách Xuyên xuất hiện bên cạnh dọa sợ, thần hồn run lên, theo bản năng quất đuôi đánh qua. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, cái đuôi của ngươi quá nhiều, ta giúp ngươi cắt bớt mấy cái. Dứt lời, Dương Bách Xuyên trở tay nắm lấy cái đuôi của Yêu Hồ, đôi mắt lạnh lùng, nhéo mạnh, kéo đứt một cái đuôi của Yêu Hồ. Growl, a, Yêu Hồ đau đớn kêu thảm thiết, hắn ta hoảng sợ phát hiện, lúc này bản thân không có năng lực phản kháng Dương Bách Xuyên. Sau khi một cái đuôi của Hồ Yêu bị Dương Bách Xuyên cắt đứt, bị đau đớn, năm cái đuôi quấn quanh lại, hai cái đuôi trong đó bị Dương Bách Xuyên chộp vào trong tay, ba cái đuôi còn lại quấn quanh trên người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhíu mày, hai tay dùng sức bóp chặt hai cái đuôi trong tay. Gào. Yêu Hồ kêu thảm thiết, một cái đuôi quấn quanh trên cổ của Dương Bách Xuyên muốn bóp chết hắn. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên đã tăng liên tiếp hai tiểu cảnh giới, thực lực không phải một cộng một bằng hai. Lúc trước xuất khiếu cảnh sơ kỳ đã có thể vượt cấp chém giết xuất khiếu trung kỳ, hạ gục cùng cấp trong nháy mắt, nói gì đến hiện tại tu vi tăng lên xuất khiếu hậu kỳ, hắn còn có thể bị một Yêu Hồ xuất khiếu đại viên mãn bóp chết. Tìm chết. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, nguyên thần xuất khiếu. Sau khi nguyên thần âm dương của Dương Bách Xuyên xuất khiếu đã ngưng kết rõ ràng hơn trước kia nhiều, nguyên thần mạnh yếu dựa vào tu vi tăng lên, tu vi càng cao nguyên thần càng ngưng thật. Đến khi đến xuất khiếu đại viên mãn, nguyên thần sẽ không còn là trạng thái hư ảnh mờ ảo, mà là hình thành bộ dáng bản tôn, ngũ quan có thể thấy rõ được. Hiện tại Dương Bách Xuyên bước vào xuất khiếu hậu kỳ, cách đại viên mãn một tiểu cảnh giới, đã tiếp cận gần đến trạng thái ngưng thật của nguyên thần. Sau khi hai nguyên thần âm dương sau lưng hợp nhất, toàn thân trở lên rực rỡ ánh vàng, lúc này đã có thể thấy rõ chiến giáp trên người nguyên thần. Tóc rõ ràng, ngũ quan có hình dáng. Chỉ là khuôn mặt có cảm giác bao phủ một tầng mây mù, tin tưởng chờ đến khi Dương Bách Xuyên bước vào đại viên mãn, ngũ quan của nguyên thần sẽ được thấy rõ ràng. Như vậy chỉ có thể thuyết minh một điều, việc tu vi của Dương Bách Xuyên bước vào cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, nguyên thần của hắn cũng cường đại theo. Nguyên thần cường đại biểu thị có thể sử dụng thần thông thần hồn, uy lực khác xa ngày xưa. Sau khi Dương Bách Xuyên nguyên thần xuất khiếu, cả người của Yêu Hồ đều run rẩy. Lúc này hơi thở trên người Dương Bách Xuyên vô cùng cường đại, ngọn lửa thần hồn màu lam bốc cháy lên. Ngay sau đó Yêu Hồ gặp nạn. A a a gào gào gào. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát ra từ trong miệng của Yêu Hồ, cái đuôi quấn quanh trên người Dương Bách Xuyên nhanh chóng rút về, nhưng trong nháy mắt đã bị ngọn lửa thần hồn của Dương Bách Xuyên đốt mất lông. Yêu hồn là thân thể của thần hồn, bất cứ cái đuôi nào bị cắt đứt đều thương tổn đến yêu hồn của hắn ta. Hơn nữa còn bị Dương Bách Xuyên bóp đứt một cái, chặt đứt hai cái, ba cái đuôi dưới thân bị đốt cháy chỉ còn lại một nửa. Những điều này đã thương tổn đến căn nguyên của Yêu Hồ. Trong tiếng kêu thảm thiết, Yêu Hồ muốn nhanh chóng chạy trốn, nhưng làm gì có chuyện Dương Bách Xuyên để hắn ta chạy. Đột nhiên hư ảnh nguyên thần duỗi tay nắm lấy cổ của Yêu Hồ. Hừ, đánh ta lâu như vậy, hiện tại lại muốn chạy trốn. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên bóp chặt Yêu Hồ ở trong tay, nhìn từ trên cao xuống. Một khắc trước hắn bị con xúc sinh này đánh tơi bời suýt chút nữ kêu cha gọi mẹ, lúc này tình thế nghịch chuyển, lật tay đã có thể trấn áp con Yêu Hồ này. Không, không không ngươi đừng giết ta là người của Vương Triều Sơn Hải Cửu Vĩ Hồ Nương Nương. Ngươi không thể giết ta có thể nói cho ngươi bí mật lớn nhất của Vương Triều Sơn Hải. Ngươi không thể giết ta, cảm nhận được sát ý vô tận từ trên người Dương Bách Xuyên, lúc này Yêu Hồ vô cùng hoảng loạn, bắt đầu nói năng lộn xộn, ý đồ dùng bí mật đả động Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên nghe thấy yêu hồ nói vậy, ngây ra một lúc, không nghĩ đến đứng trước sống chết, còn yêu hồ này lại nói ra bí mật vương triều Sơn Hải. Phục hồi lại tinh thần, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nói, từ trước đến nay tính tình của ta không bao giờ chịu hại, đánh ta tơi bời lâu như vậy, không giết ngươi mới là lạ. Còn bí mật của vương triều Sơn Hải trong miệng ngươi, ha ha, hình như sau khi siêu hồn có thể biết được, hơn nữa cũng an toàn hơn. Nói xong, Dương Bách Xuyên nhíu mày lại, mặc kệ yêu hồ đang run rẩy, lẩm bẩm, siêu hồn. Hồ ly trời sinh xảo quyệt, hắn sẽ không tin tưởng lời nói của con yêu hồ này, nếu yêu hồ biết bí mật vương triều Sơn Hải, mặc kệ thật giả hắn đều phải biết, trực tiếp cắn nuốt sau đó siêu hồn yêu hồ, đây mới là cách có được tin tức chân thật nhất. Vương triều Sơn Hải cổ xưa đã biến mất kia được xưng là bí mật lớn nhất của Sơn Hải giới, nếu nói Dương Bách Xuyên không nhớ thương là giả. Trước kia không có thực lực tu vi, không có tư cách nhớ thương, nhưng hiện tại hắn đã bước chân vào cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, chỉ cách đại viên mãn một bước, sau đó vấn đỉnh cảnh giới phân thần, trở thành tu sĩ đứng trên đỉnh Sơn Hải giới. Với tu vi thực lực xuất khiếu cảnh hậu kỳ hiện tại của hắn, không chút khoa trương nói, nếu hiện tại lại gặp phải lão tổ Kình Thiên Môn xuất khiếu cảnh đại viên mãn, chắc chắn có thể đánh sấp ông ta. Tu luyện loại công pháp vô thương đến từ Hồ Càn Khôn. Càn khôn tôi thể quyết và càn khôn tạo hóa công, cộng thêm các loại công pháp bí thuật đứng đầu đến từ tu chân giới, còn có kim đan thập toàn thập mỹ, hắn có được ưu thế mà người tu chân tầm thường vô pháp so. Cho dù cường giả phân thần cảnh sơ kỳ đứng trước mặt hắn, hắn cũng dám đánh một trận. Theo sự tăng lên của tu vi, Dương Bách Xuyên càng cảm giác được tạo hóa vô tận trong sự ưu thế và huyền bí của công pháp càn khôn. Nói luôn lúc này, sau khi tu vi tăng lên, Dương Bách Xuyên cảm giác được rất rõ ràng chỗ tốt của càn khôn tạo hóa công, suýt chút nữa bị bông sen linh khí nổ tan xác, kinh mạch nứt vỡ, nhưng lại nhanh chóng chữa trị trong nháy mắt. Đây là chỗ tốt của công pháp thượng thừa, nếu công pháp kém một chút, sao có thể nhanh chóng chữa trị kinh mạch. Sau khi giải trừ nguy cơ suýt chút nổ tan xác, kinh mạch trong cơ thể càng thêm rộng lớn. Nếu nói trước kia kinh mạch trong cơ thể là dòng suối nhỏ trong ngọn núi, vậy hiện tại kinh mạch trong cơ thể chính là một con sông. Vận chuyển hấp thu chân khí càng thêm nhanh chóng. Càn khôn tôi thể quyết cũng có biến hóa, lúc trước linh khí tràn đầy tràn ra bên ngoài, càn khôn tôi thể quyết tự động vận chuyển linh khí rèn luyện huyết nhục gân cốt. Lúc này thân thể của Dương Bách Xuyên lại tăng lên một bậc, hiện tại Dương Bách Xuyên cũng không biết thân thể của mình đạt đến trình tự gì, dù sao có thể khẳng định vượt xa thân thể kim cương, còn cụ thể đến mức nào hắn sẽ đi tra sau. Một thân huyết nhục gân cốt. Mỗi một tấc đều ẩn chứa lực lượng vô tận, có thừa sức bật, giống như mãnh thú đang ẩn núp trong cơ thể. Đó đều là phúc lợi do công pháp càn khôn mang đến, trước kia không cảm giác rõ ràng, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên có thể cảm giác được rất rõ công pháp mình tu luyện vô cùng cường hãn. Trong lòng có loại tự tin có thể đánh một trận chiến chấn động thiên địa. Yêu hồn của yêu hồ bị nguyên thần của Dương Bách Xuyên nắm trong tay, há mồm cắn nuốt. Yêu hồ biến thành một đạo kim quang bị nguyên thần cắn nuốt xuống bụng. Nguyên thần chính là thần hồn của bản thân, chỉ cần Dương Bách Xuyên nguyện ý, chỉ với một ý nghĩ, cắn nuốt yêu hồn vẫn có thể bảo lưu được ký ức của hắn ta. Sau khi nguyên thần cắn nuốt yêu hồn, Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại, nguyên thần sau lưng về lại cơ thể, hắn yêu cầu thời gian để tiêu hóa ký ức của yêu hồ. Một đoạn ký ức hình ảnh truyền đến trong đầu Dương Bách Xuyên làm hắn cảm thấy đau đớn. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên mở hai mắt, trong mắt có chút mê mang, đây là di chứng sau khi cắn nuốt ký ức yêu hồn. Cắn nuốt ký ức của người khác chính là mạnh mẽ gia nhập ký ức của người khác vào trong trí nhớ của mình, nhiều ít sẽ có ảnh hưởng, chẳng qua thần hồn càng cường đại, di chứng sẽ càng nhỏ. Vài phút sau, sự mê mang trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên biến mất không thấy, dần dần khôi phục thanh tỉnh, hoàn toàn hấp thu tiêu hóa ký ức yêu hồ. Hai mắt của Dương Bách Xuyên sáng rực. Hấp thu xong ký ức của yêu hồ thu hoạch được không ít. Thì ra thanh niên yêu hồ này chính là cháu đích tôn đời thứ 10 của lão tổ tông tộc Sa Hồ. Tộc Sa Hồ đóng tại nơi này để bảo hộ một gốc cây củ sen linh khí được thiên địa dựng dưỡng. Chủ tử của tộc Sa Hồ chính là một vị nương nương, là vương hậu cửu vĩ hồ của vương triều Sơn Hải Thượng Cổ. Nói cách khác củ sen linh khí là đồ của cửu vĩ hồ nương nương. Tộc Sa Hồ bảo vệ củ sen linh khí chờ cửu vĩ hồ nương nương đến thu hoạch. Nhưng không nghĩ đến sẽ có một ngày vương triều Sơn Hải vô cùng huy hoàng sẽ biến mất không thấy, còn nguyên nhân biến mất tộc Sa Hồ cũng không rõ lắm,
nhưng trong trí nhớ của yêu hồ, phỏng đoán có lẽ bị thiên nhân hạ giới tiêu diệt. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán, nguyên nhân Vương Triều Sơn Hải biến mất vẫn là một ẩn số. Nhưng Dương Bách Xuyên lại có được một ít tin tức về nơi có liên quan đến sự tồn tại của Vương Triều Sơn Hải từ trong trí nhớ của yêu hồ. Có lẽ đây là một tin tức đáng tin cậy, ít nhất tổ tiên của tộc Sa Hồ là người bên cạnh cửu vĩ hồ nương nương của Vương Triều Sơn Hải. Dù nói như thế nào, hiện tại củ sen linh khí đã là đồ của Dương Bách Xuyên, hắn không quan tâm nó là của nương nương hay gì, Vương Triều Sơn Hải đã biến mất vô số năm tháng, ai còn quan tâm đến chuyện này. Manh mối có liên quan đến Vương Triều Sơn Hải, Dương Bách Xuyên sẽ đi tra điển tịch sau, nếu như có khả năng hắn sẽ đi tìm, rốt cuộc dụ hoặc về Vương Triều Sơn Hải cũng rất lớn. Việc này nói sau, trước mắt hắn chuẩn bị rời đi nơi này, biến mất lâu như vậy, có lẽ đám người Trịnh Bân Bân rất sốt ruột, trong đầu có được bí pháp đi ra ngoài từ trong trí nhớ của yêu hồ. Đứng ở Linh Tuyền Trì, hai tay tạo pháp quyết, ngay sau đó Linh Tuyền Trì xuất hiện một cảnh cửa linh khí. Dương Bách Xuyên nhấc chân bước vào cánh cửa, biến mất không thấy. Sau khi Dương Bách Xuyên biến mất sau cánh cửa, lần thứ hai xuất hiện ở vách động lúc trước, vừa lúc nghe thấy đoạn lời nói của Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường, nhất định phải tìm được Bách Xuyên, ta coi hắn là huynh đệ. Nhưng lúc này Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường đứng cách hắn mấy chục mét, không phát hiện Dương Bách Xuyên đã xuất hiện. Bên tai vang lên đối thoại của hai người. Chỉ nghe Hoa Liễu Tường nói, được rồi, lão đại nói đúng, tình huống lúc trước của ta giống với Dương Huynh. Ta và ngươi cũng quen biết nhau khi đang mạo hiểm, lâm thời gia nhập vào đội mạo hiểm của ngươi, còn nhớ khi đó ta bị yêu thú đả thương, gặp phải cục diện liên lụy đến toàn bộ đội ngũ. Tiền bối khách khí, vãn bối cũng không làm gì, ngài yên tâm, ta sẽ đi cùng Trịnh Tiểu Thư đến Vương Thành mạo hiểm. Dương Bách Xuyên biết Trịnh Diêm Vương muốn hắn hộ tống phân thân thuần dương trên người Trịnh Bân Bân, có thể có được một nhân tình của cường giả phân thần cảnh, đợt mua bán này rất có lời. Hơn nữa nếu Trịnh Bân Bân đã coi hắn là bằng hữu, cho dù không có phần ân tình của Trịnh Diêm Vương, Dương Bách Xuyên cũng sẽ đi theo hộ tống Trịnh Bân Bân. Rốt cuộc trong sa mạc vô cùng nguy hiểm, không có khả năng thuận lợi đi đến được Vương Thành mạo hiểm, Dương Bách Xuyên biết rất rõ điểm này. Vậy cảm tạ. Trịnh Diêm Vương trịnh trọng nói cảm ơn, ngay sau đó phân thân hóa thành một đạo lưu quang biến mất phía chân trời. Thật ra lúc ở đại sảnh thủy tinh, Dương Bách Xuyên cũng đã cảm nhận được phân thân của Trịnh Diêm Vương rất suy yếu, chỉ đang cố chống đỡ, hiện tại thấy quả nhiên như vậy, cũng biết sau khi tu vi đạt đến phân thần cảnh, muốn tu luyện hóa thân ra ngoài cũng không phải dễ dàng như vậy. Mạnh mẽ nhưng tụ phân thân cũng được, nhưng làm vậy sẽ làm tổn thương thần hồn, đây chính là tình huống của Trịnh Diêm Vương. Chờ sau khi Trịnh Diêm Vương biến mất không thấy, Trịnh Bân Bân nhìn Dương Bách Xuyên nói, Bách Xuyên, cảm ơn. Lẽ ra Dương Bách Xuyên có được Hoa Vô Diệp, nàng ta cũng lấy được đồ vật mình muốn, chuyện này kết thúc đường ai nấy đi, nhưng nhờ chuyến này, nàng ta và Dương Bách Xuyên trở thành bằng hữu. Nhưng với tình hình hiện tại, trên người nàng ta có chí bảo phân thân thuần dương, trên đường trở về sẽ không yên ổn. Bây giờ tu vi của Dương Bách Xuyên đã đạt đến xuất khiếu hậu kỳ. Nếu hắn có thể đi cùng đến Vương Thành mạo hiểm, dọc đường đi sẽ giảm rất nhiều rắc rối. Trịnh Mỹ Nữ không cần khách khí, ngươi có thể nói Dương Bách Xuyên này như bằng hữu huynh đệ, ta cũng có thể. Sau này đừng nói lời khách khí, hơn nữa ta cũng muốn đi đến Vương Thành mạo hiểm để thêm kiến thức, ha ha. Dương Bách Xuyên cười nói. Trịnh Bân Bân cười, trong lòng cũng kiên định rất nhiều. Chuyến đi đến Vương Thành mạo hiểm còn có mấy chục ngàn dặm đường. Phải trải qua rất nhiều nơi nguy hiểm, có nhiều nơi yêu thú vô cùng khó chơi, ngay cả cao thủ phân thần cảnh cũng không dám sơ ý, có Dương Bách Xuyên nàng ta an tâm hơn rất nhiều. Được, chúng ta đi tìm Lão Nhị và Lão Tứ, sau đó lập tức lên đường đi đến Vương Thành mạo hiểm. Lần này ba người Dương Bách Xuyên, Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường gặp phải nguy hiểm nhưng may mắn vẫn an toàn, ngược lại Lão Nhị Bạch Tiểu Sinh và Lão Tứ Thiết Hùng canh giữ trên bờ lại an toàn nhất. Khi ba người Dương Bách Xuyên đi qua từ bờ bên kia, hai người bọn họ vẫn còn chờ ở bên hồ nước nhỏ. Từ đằng xa đã nhìn thấy Lão Tứ Thiết Hùng bực bội bất an đi qua đi lại bên hồ, còn Bạch Tiểu Sinh lặng lẽ ngồi một bên. Hiển nhiên hai người đều đang rất lo lắng. Lão Tứ, ngươi có thể đừng đi đi lại nữa được không? Bạch Tiểu Sinh tức giận quá to, vốn dĩ bởi vì thời gian đã trôi qua gần một ngày một đêm vẫn không thấy ba người đi ra khỏi hồ.
trong lòng đã đủ bực bội, lúc này lão tứ lại đi tới đi lui ở trước mặt, càng làm cho Bạch Tiểu Sinh thêm loạn, không nhịn được quát to. Lão tứ Thiết Hùng nhìn lão nhị Bạch Tiểu Sinh, dừng bước chân lại nói, nhị ca, người nói xem đã trôi qua lâu như vậy rồi, mấy người lão đại còn chưa ra, ta rất sốt ruột. Nếu không ta đi xuống hồ, không thể ngồi không chờ đợi như vậy. Bạch Tiểu Sinh nhìn Thiết Hùng, nói, ngươi cho rằng ta không nóng nảy, yêu hồ xảo trá, trên bờ cũng không thể lên tiếng, nếu không đợi thêm nửa canh giờ nữa vẫn không thấy đám người lão đại, ta đi xuống hồ xem sao. Không cần, chúng ta đã trở lại. Cách thật xa Trịnh Bân Bân đã nghe được hai người tranh luận, lên tiếng kêu gọi. Dương Bách Xuyên cũng nghe được lời nói của Bạch Tiểu Sinh và Thiết Hùng, trong lòng rất hâm mộ Trịnh Bân Bân có thể có được huynh đệ như vậy. Từ trong giọng nói đều có thể cảm nhận được cảm tình của bốn người rất tốt. Lão đại. Hai người quay đầu nhìn thấy ba người Trịnh Bân Bân trở về, lập tức vui mừng thét chói tai. Sau khi mấy người gặp nhau, Trịnh Bân Bân nói qua mọi chuyện cho bọn họ, sau đó lập tức lên đường. Chỉ có điều Bạch Tiểu Sinh và Thiết Hùng nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên như đã nhìn quái vật. Mới không gặp một buổi tối thôi, Dương Bách Xuyên từ cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ đã bước vào xuất khiếu hậu kỳ. Vô cùng hâm mộ cơ duyên của Dương Bách Xuyên. Năm người vừa đi vừa nói chuyện. Lúc đi, Lão Tứ Thiết Hùng nói, Lão Đại, hiện tại chúng ta có đan chân khí do Bách Xuyên luyện chế, có phải hay không có thể dùng chân khí lên đường? Trịnh Bân Bân suy nghĩ nói, lần này trên người có phân thân thuần dương, thời gian cũng gấp gáp, có vài người ở Vương Thành mạo hiểm không an phận, cần thiết trở về sớm một chút đưa phân thân cho ra ra, toàn bộ hành trình dùng chân khí. Dương Bách Xuyên cười nói, chân khí không đủ ta có thể luyện chế thêm, mọi yên tân tâm dùng. Nếu bốn người đều coi hắn là bằng hữu, hắn cũng không phải người keo kiệt, phải ra một phần sức lực cho mọi người. Ha ha, tốt quá, có Bách Xuyên ở thật tuyệt, lúc đi qua sa mạc sợ chân khí khô kiệt nên đều đi bằng hai cái đùi, thật sự ăn đủ cát. Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc có thể buông ra hai chân chạy như điên một lượt. Hoa Liễu Tường cười nói. Đúng vậy, có Bách Xuyên huynh ở thật quá yên tâm. Bốn người cũng đổi xưng hô Dương Bách Xuyên từ Dương huynh thành Bách Xuyên, càng thêm thân thiết. Dương Bách Xuyên cũng hưởng thụ mối quan hệ hữu nghị này, cười tỏ vẻ không thành vấn đề, nhưng hắn lại có chút nghi hoặc, nói tại sao không phi hành. Chẳng phải càng nhanh. Trịnh Bân Bân cười khổ nói, xem ra thật sự đây là lần đầu tiên ngươi đi vào Châu Tây Sơn, phi hành ở Châu Tây Sơn có hai loại khả năng. Loại đầu tiên là có tu vi cường đại đến mức vượt xa tưởng tượng, vượt xa phân thần cảnh, thậm chí càng cao. Loại thứ hai, có được pháp khí tàu bay thượng đẳng, nhưng chúng ta đều không có, hơn nữa pháp khí tàu bay thượng đẳng chỉ có một vài tông môn đứng đầu Sơn Hải giới mới có. Bởi vì sa mạc ở Châu Tây Sơn có thể xuất hiện bão cát vô cùng cường đại bất cứ lúc nào, một khi phi hành lên không trung có thể sẽ chọc phải bão cát, vô cùng tà tính. Vì vậy chỉ cần là người biết qua về hoàn cảnh sa mạc Châu Tây Sơn đều sẽ không phi hành, chỉ di chuyển trên lục địa sa mạc, hơn nữa phi hành tiêu hao lượng chân khí rất lớn, đi trên đất bằng an toàn hơn. Thì ra là vậy, Dương Bách Xuyên cười khổ gật đầu, hắn thật sự là một tay mơ. Năm người duỗi chân chạy, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nói về tốc độ, Dương Bách Xuyên và Hoa Liễu Tưởng có thân pháp thần thông nhanh nhất, nhưng không thi triển thân pháp thần thông, đều chạy cùng nhau. Đây cũng là yêu cầu của Trịnh Bân Bân, bởi vì nàng ta nói ở trong sa mạc nhìn như an toàn, thực ra lại vô cùng nguy hiểm. Không ai biết sẽ có xuất hiện tình huống nào, ngoại trừ hoàn cảnh tự nhiên, yêu thú sa mạc cũng vô cùng khó chơi. Nhưng trong tay Trịnh Bân Bân có bản đồ, con đường đi đều tương đối an toàn, hơn nữa nói cho Dương Bách Xuyên, di chuyển trong sa mạc chắc chắn phải có bản đồ, chỗ nào trên bản đồ không được đánh dấu tuyệt đối không thể xông loạn. Cho dù trong tay nàng ta có bản đồ cũng không an toàn tuyệt đối. Hành trình đi đến Vương Thành mạo hiểm dài mười mấy ngàn dặm. Ở nơi cách chỗ bọn họ đang đứng 3.000 dặm có một hẻm núi tên là Huyết Lang, đây là một trong những con đường bắt buộc phải đi qua, cũng là một nơi nguy hiểm bọn họ phải đối mặt. Lúc bốn người Trịnh Bân Bân đến đây, mất 3 ngày mới đi qua được hẻm núi Huyết Lang dài hơn 10 dặm, lúc đó Bạch Tiểu Sinh còn bị thương, nhưng cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Hẻm núi Huyết Lang, xem tên đoán nghĩa, là một loại lang yêu vô cùng khó chơi, bởi vì khát máu nên mới có cái tên Huyết Lang. Toàn bộ hẻm núi đều là phạm vi hoạt động của Huyết Lang, mặc dù nơi này rất rộng,
nhưng không khiêng nổi số lượng khổng lồ của huyết lang. Giống như yêu thú bình thường, huyết lang là yêu thú quần tụ, một khi bị quấn lấy sẽ rất khó thoát thân. Theo lời của Bạch Tiểu Sinh, hẻm núi huyết lang không khác gì quỷ môn quan, nhưng cũng không còn cách nào, mặc dù loại yêu thú này hung mãnh nhưng cũng là loại rất xảo trá. Mặc dù vô cùng nguy hiểm nhưng Trịnh Bân Bân nói có cách để vượt qua. Dương Bách Xuyên hỏi biện pháp gì? Hoa Liễu Tường cười ha ha, cướp lời nói, Bách Xuyên nghe qua câu chuyện tán phân đuổi trùng chưa? Dương Bách Xuyên lắc đầu, chưa từng nghe, nói qua chút xem. Cuối cùng Hoa Liễu Tường cũng tìm được cơ hội làm lão sư, từ trước đến nay, đội ngũ bọn họ đều là Bạch Tiểu Sinh đảm đương nhân vật lão sư, rất nổi bật. Hoa Liễu Tường cũng là người có tính cách sĩ diện khoe khoang, nhưng nói về tầm nhìn tri thức, Bạch Tiểu Sinh hoàn toàn xứng đáng, có thể cách xa hắn ta hơn trăm con đường cái, điều này làm cho hắn ta rất buồn bực. Bây giờ đội ngũ có thêm thành viên mới, cuối cùng Hoa Liễu Tường cũng tìm được cảm giác tồn tại, đối với một tay mơ chưa từng tiếp xúc với sa mạc châu Tây Sơn như Dương Bách Xuyên, Hoa Liễu Tường mới tìm được cơ hội khoe khoang. Ra vẻ thâm trầm, nói, đây là một câu chuyện quen thuộc. Người không biết cũng thật mất mặt, không sao không việc gì cả, hiện giờ chúng ta là huynh đệ, làm ca ca giảng qua cho ngươi. Tán phân đuổi trùng là, nói đến đây đột nhiên Hoa Liễu Tường cảm thấy nghèo từ, vốn dĩ muốn dùng góc độ học thức phổ cập khoa học cho Dương Bách Xuyên, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nghẹn lại. Cảnh tượng này làm cho mấy người Trịnh Bân Bân, Bạch Tiểu Sinh cảm thấy buồn cười. Hoa Liễu Tường bị cười, sắc mặt đỏ lên. Nhưng nhìn thấy bộ dáng khiêm tốn muốn được chỉ dạy của Dương Bách Xuyên, ra vẻ trấn định nói, ta nói đơn giản cho ngươi hiểu, nói phức tạp sợ ngươi nghe không hiểu. Phụt, lão tứ không nhịn được cười thành tiếng. Trịnh Bân Bân và Bạch Tiểu Sinh cũng buồn cười, nghẹn cười, rõ ràng trong bụng Hoa Liễu Tường không có vốn từ, lại còn nói một câu sợ Dương Bách Xuyên nghe không hiểu. Ha ha, tam ca cười chết mất, không giảng được thì không nói, còn nói cái gì mà Bách Xuyên nghe không hiểu, cười chết mất. Lão Tứ Thiết Hùng là một đại hán thẳng tính, có chuyện trực tiếp nói ra. Điều này làm cho Hoa Liễu Tường đỏ mặt, tức giận nhe răng nhếch miệng, lão Tứ, câm miệng cho ta. Mắng lão Tứ không biết dành chút thể diện cho tam ca. Dương Bách Xuyên cũng bật cười, nhưng không có ý cười nhạo, hắn rất thích bầu không khí giữa bốn người bọn họ, cũng không cho rằng Hoa Liễu Tường thật sự không hiểu được gì. Ho khan một tiếng. Nghiêm mặt nói, Hoa tam ca, ngươi nói tiếp đi, chúng ta nói với nhau. Nghe thấy những lời này của Dương Bách Xuyên, Hoa Liễu Tường cảm thấy thoải mái rất nhiều, rất có mặt mũi. Hung hăng trừng mắt nhìn lão Tứ Thiết Hùng, sau đó cười ha ha, nói, Bách Xuyên, chúng ta không để ý đến bọn họ, lão Tứ là tên quê mùa, biết cái rắm, cũng chỉ biết mông của người đàn bà tên Câu Lan ở Vương Thành mạo hiểm to. Vừa dứt lời mới cảm thấy chính mình nói lỡ, lão đại còn đang ở bên cạnh, nói thô tục hình như không thích hợp, vội vàng dừng lại, trộm liếc nhìn Trịnh Bân Bân, thấy nàng ta không tức giận, Hoa Liễu Tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ cười tiếp tục nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Trịnh Bân Bân cười khổ nói, xem ra thật sự đây là lần đầu tiên ngươi đi vào châu Tây Sơn, phi hành ở châu Tây Sơn có hai loại khả năng, loại đầu tiên là có tu vi cường đại đến mức vượt xa tưởng tượng. Vượt xa phân thần cảnh, thậm chí càng cao. Loại thứ hai, có được pháp khí tàu bay thượng đẳng, nhưng chúng ta đều không có, hơn nữa pháp khí tàu bay thượng đẳng chỉ có một vài tông môn đứng đầu Sơn Hải giới mới có. Bởi vì sa mạc ở châu Tây Sơn có thể xuất hiện bão cát vô cùng cường đại bất cứ lúc nào, một khi phi hành lên không trung có thể sẽ chọc phải bão cát, vô cùng tà tính. Vì vậy chỉ cần là người biết qua về hoàn cảnh sa mạc châu Tây Sơn đều sẽ không phi hành. Chỉ di chuyển trên lục địa sa mạc, hơn nữa phi hành tiêu hao lượng chân khí rất lớn, đi trên đất bằng an toàn hơn. Thì ra là vậy, Dương Bách Xuyên cười khổ gật đầu, hắn thật sự là một tay mơ. Năm người duỗi chân chạy, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nói về tốc độ, Dương Bách Xuyên và Hoa Liễu Tường có thân pháp thần thông nhanh nhất, nhưng không thi triển thân pháp thần thông, đều chạy cùng nhau. Đây cũng là yêu cầu của Trịnh Bân Bân. Bởi vì nàng ta nói ở trong sa mạc nhìn như an toàn, thực ra lại vô cùng nguy hiểm. Không ai biết sẽ có xuất hiện tình huống nào, ngoại trừ hoàn cảnh tự nhiên, yêu thú sa mạc cũng vô cùng khó chơi. Nhưng trong tay Trịnh Bân Bân có bản đồ, con đường đi đều tương đối an toàn, hơn nữa nói cho Dương Bách Xuyên,
di chuyển trong sa mạc chắc chắn phải có bản đồ, chỗ nào trên bản đồ không được đánh dấu tuyệt đối không thể xông loạn, cho dù trong tay nàng ta có bản đồ cũng không an toàn tuyệt đối. Hành trình đi đến Vương Thành mạo hiểm dài mười mấy ngàn dặm. Ở nơi cách chỗ bọn họ đang đứng 3.000 dặm có một hẻm núi tên là Huyết Lang, đây là một trong những con đường bắt buộc phải đi qua, cũng là một nơi nguy hiểm bọn họ phải đối mặt. Lúc bốn người Trịnh Bân Bân đến đây, mất 3 ngày mới đi qua được hẻm núi Huyết Lang dài hơn 10 dặm, lúc đó Bạch Tiểu Sinh còn bị thương, nhưng cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Hẻm núi Huyết Lang, xem tên đoán nghĩa, là một loại lang yêu vô cùng khó chơi, bởi vì khát máu nên mới có cái tên Huyết Lang. Toàn bộ hẻm núi đều là phạm vi hoạt động của huyết lang, mặc dù nơi này rất rộng, nhưng không khiêng nổi số lượng khổng lồ của huyết lang. Giống như yêu thú bình thường, huyết lang là yêu thú quần tụ, một khi bị quấn lấy sẽ rất khó thoát thân. Theo lời của Bạch Tiểu Sinh, hẻm núi huyết lang không khác gì quỷ môn quan, nhưng cũng không còn cách nào, mặc dù loại yêu thú này hung mãnh nhưng cũng là loại rất xảo trá. Mặc dù vô cùng nguy hiểm nhưng Trịnh Bân Bân nói có cách để vượt qua. Dương Bách Xuyên hỏi biện pháp gì? Hoa Liễu Tường cười ha ha, cướp lời nói, Bách Xuyên nghe qua câu chuyện tán phân đuổi trùng chưa? Dương Bách Xuyên lắc đầu, chưa từng nghe, nói qua chút xem. Cuối cùng Hoa Liễu Tường cũng tìm được cơ hội làm lão sư, từ trước đến nay, đội ngũ bọn họ đều là Bạch Tiểu Sinh đảm đương nhân vật lão sư, rất nổi bật. Hoa Liễu Tường cũng là người có tính cách sĩ diện khoe khoang, nhưng nói về tầm nhìn tri thức. Bạch Tiểu Sinh hoàn toàn xứng đáng, có thể cách xa hắn ta hơn trăm con đường cái, điều này làm cho hắn ta rất buồn bực. Bây giờ đội ngũ có thêm thành viên mới, cuối cùng Hoa Liễu Tường cũng tìm được cảm giác tồn tại, đối với một tay mơ chưa từng tiếp xúc với sa mạc châu Tây Sơn như Dương Bách Xuyên, Hoa Liễu Tường mới tìm được cơ hội khoe khoang. Ra vẻ thâm trầm, nói, đây là một câu chuyện quen thuộc, người không biết cũng thật mất mặt, không sao không việc gì cả, hiện giờ chúng ta là huynh đệ. Làm ca ca giảng qua cho ngươi. Tán phân đuổi trùng là, nói đến đây đột nhiên Hoa Liễu Tường cảm thấy nghèo từ, vốn dĩ muốn dùng góc độ học thức phổ cập khoa học cho Dương Bách Xuyên, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nghẹn lại. Cảnh tượng này làm cho mấy người Trịnh Bân Bân, Bạch Tiểu Sinh cảm thấy buồn cười. Hoa Liễu Tường bị cười, sắc mặt đỏ lên, nhưng nhìn thấy bộ dáng khiêm tốn muốn được chỉ dạy của Dương Bách Xuyên. Ra vẻ chấn định nói, ta nói đơn giản cho ngươi hiểu, nói phức tạp sợ ngươi nghe không hiểu. Phụt, lão tứ không nhịn được cười thành tiếng. Trịnh Bân Bân và Bạch Tiểu Sinh cũng buồn cười, nghẹn cười, rõ ràng trong bụng Hoa Liễu Tường không có vốn từ, lại còn nói một câu sợ Dương Bách Xuyên nghe không hiểu. Ha ha, tam ca cười chết mất, không giảng được thì không nói, còn nói cái gì mà Bách Xuyên nghe không hiểu, cười chết mất. Lão Tứ Thiết Hùng là một đại hán thẳng tính, có chuyện trực tiếp nói ra. Điều này làm cho Hoa Liễu Tường đỏ mặt, tức giận nhe răng nhếch miệng, lão Tứ, câm miệng cho ta. Mắng lão Tứ không biết dành chút thể diện cho tam ca. Dương Bách Xuyên cũng bật cười, nhưng không có ý cười nhạo, hắn rất thích bầu không khí giữa bốn người bọn họ, cũng không cho rằng Hoa Liễu Tường thật sự không hiểu được gì. Ho khan một tiếng. Nghiêm mặt nói, Hoa tam ca, ngươi nói tiếp đi, chúng ta nói với nhau. Nghe thấy những lời này của Dương Bách Xuyên, Hoa Liễu Tường cảm thấy thoải mái rất nhiều, rất có mặt mũi. Hung hăng trừng mắt nhìn lão Tứ Thiết Hùng, sau đó cười ha ha, nói, Bách Xuyên, chúng ta không để ý đến bọn họ, lão Tứ là tên quê mùa, biết cái rắm, cũng chỉ biết mông của người đàn bà tên Câu Lan ở Vương Thành mạo hiểm to. Vừa dứt lời mới cảm thấy chính mình nói lỡ, lão đại còn đang ở bên cạnh, nói thô tục hình như không thích hợp, vội vàng dừng lại, trộm liếc nhìn Trịnh Bân Bân, thấy nàng ta không tức giận, Hoa Liễu Tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ cười tiếp tục nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Hoa Liễu Tường trợn mắt, tiếp tục nói với Dương Bách Xuyên, ở phàm giới, để phòng ngừa cây trồng bị sâu bệnh làm hại, người nông dân giàu kinh nghiệm sẽ vào rừng rậm nhặt phân của thú dữ cỡ lớn rồi dùng để đuổi sâu bệnh. Vạn vật trên thế gian đều tương sinh tương khắc, bất cứ thứ gì cũng có mùi riêng. Rắc phân đuổi trùng chính là lợi dụng điểm này, thú hoang cẩn thận ngửi thấy mùi của thú dữ đương nhiên sẽ né tránh. Đây là quy luật tự nhiên. Chúng ta dùng biện pháp này để đi qua hẻm núi Huyết Lang. Tuy Huyết Lang hung dữ, nhưng không phải là yêu thú lợi hại nhất sa mạc châu Tây Sơn này.
Yêu thú hung dữ và mạnh mẽ nhất châu Tây Sơn là Hỏa Vân Khuyển. Hỏa Vân Khuyển cũng là thiên địch của huyết lang. Ở sa mạc châu Tây Sơn này, Hỏa Vân Khuyển đến không thấy hình đi không thấy bóng, sinh ra đã có một ngọn lửa, tốc độ nhanh lạ thường. Chúng tựa như gió bão trong sa mạc, như gió như mây, xuất quỷ nhập thần. Huyết lang là yêu thú sống bầy đàn, nhưng khi đối mặt với Hỏa Vân Khuyển cũng phải nhường bước. Khi chúng ta đi qua hẻm núi huyết lang, chỉ cần rắc phân của Hỏa Vân Khuyển lên người là có thể lừa gạt. Thường thì huyết lang ngửi thấy mùi của Hỏa Vân Khuyển sẽ không xuất hiện đâu. Sau khi Hoa Liễu Tường nói xong, Dương Bách Xuyên cũng nghe ra ẩn ý. Y nói thường thì, tức là chưa biết chừng sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Hắn bèn hỏi, theo ngươi nói thì còn có tình huống ngoài ý muốn à? Tất nhiên rồi, không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Huyết lang hung ác là yêu thú, phần lớn không được thông minh cho lắm, nhưng cũng có huyết lang biến dị thông minh không kém con người. Một khi xuất hiện huyết lang biến dị, quá nửa là nó biết tổng không có Hỏa Vân Khuyển xuất hiện. Đến lúc đó thì phiền to. Tuy nhiên, trên cơ bản không có huyết lang biến dị, cực hiếm luôn, trong vạn con chẳng có lấy một con. Vì vậy chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút sẽ không sao. Hoa Liễu Tường giải thích. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, nhưng trong lòng lại nghĩ đến yêu vương Tiểu Bạch bị mình thu phục. Nó là một con phong lôi điểu vương biến dị, không biết hiện tại nó thế nào rồi. Lúc đó hắn bảo yêu vương Tiểu Bạch đi theo bảo vệ Diệp Vô Tâm. Sau khi ra khỏi núi La Phù, hắn gặp phải phong ba thành yêu quang nên không kịp tới gặp nhóm Diệp Vô Tâm. Đúng lúc này, giọng nói của lão tứ Thiết Hùng vang lên bên tai, đến rồi. Thiết Hùng nói xong, mấy người cũng dừng bước. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cách mấy trăm mét xuất hiện một khu vực hẻm núi, chắc là hẻm núi huyết lang mà bốn người nói tới. Thoạt nhìn đó là một cồn cát, kích thước tương tương hồng sa cốc ở tộc Sa Hồ. Có điều cồn cát này có màu đen, mang lại cảm giác nặng nề. Bách Xuyên, đây là phân của Hỏa Vân Khuyển, rắc lên người đi. Lát nữa khi đi qua hẻm núi huyết lang phải dùng tốc độ nhanh nhất. Nhớ là thu lại khí tức, không được phóng chân khí ra ngoài nhằm tránh đánh động huyết lang. Sau khi chuẩn bị xong, năm người bắt đầu đi tới hẻm núi huyết lang. Trên người rắc phân của Hỏa Vân Khuyển không phải là an toàn tuyệt đối, bọn họ không dám sử dụng chân khí đi đường. Mọi người vừa bước vào hẻm núi, một trận bão cát đã thổi tới. Bạch Tiểu Sinh đã nói từ trước đây là chuyện bình thường, càng đi sâu vào trong hẻm núi thì bão cát càng lớn. Vì vậy, lúc bốn người họ đến hẻm núi huyết lang dài 30 dặm đã tốn những 3 ngày. Tiến vào hẻm núi huyết lang không chỉ cần đề phòng bị huyết lang tập kích, mà còn phải chống đỡ bão cát. Trong tình huống không có linh khí trời đất và không được sử dụng linh khí, thật sự rất gian nan. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không có cảm giác gì. Tu vi của hắn mới thăng cấp không lâu, cơ thể cũng đã được tôi luyện, đạt đến một cấp bậc mới. Chút bão cát này không ảnh hưởng gì tới hắn. Theo những gì Bạch Tiểu Sinh giảng giải trước đó, loại bão cát này sắc như dao, càng vào sâu càng mạnh. Những người vượt qua hẻm núi huyết lang đều có thân thể mạnh mẽ. Quả nhiên khi bọn họ đi vào, bão cát càng lúc càng lớn. Năm người đi chậm lại, một tiếng chỉ đi được quãng đường chưa đầy 5 dặm. Bão cát thổi trong hẻm núi lớn gấp 10 ở lúc mới đi vào. Thân thể mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên được thể hiện rõ, vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Anh liếc nhìn thì thấy trong bốn người Trịnh Bân Bân, lão tứ Thiết Hùng là người thoải mái nhất. Gã hiên ngang bước đi không mảy may sợ hãi, xem ra thế mạnh của người đàn ông sắt thép này là sức mạnh cơ thể. Lão Tam Hoa Liễu Tường hơi lảo đảo trong bão cát, cũng không tệ lắm. Có thể nói trong bão cát, lão nhị Bạch Tiểu Sinh là người kém nhất, cơ thể loạng trà loạng choạng. Trịnh Bân Bân có tu vi cao nhất trong bốn người, tất nhiên là ứng phó nhẹ nhàng, không bị ảnh hưởng gì hết. Trong lúc Dương Bách Xuyên quan sát mấy người này, đột nhiên hắn liếc thấy hình như có thứ gì đó lóe lên trong bão cát rồi biến mất. Khi hắn nhìn lại thì không có gì cả. Hắn bèn phòng linh thức kiểm tra. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, bởi vì phát hiện ra linh thức không thể sử dụng bình thường trong bão cát. Dường như trong tình huống này chỉ có thể nhìn bằng mắt thường. Có điều vừa rồi hắn nhìn rõ có một bóng dáng ở trong bão cát cao mười mấy mét. Hẳn là không sai. Dương Bách Xuyên lập tức cảnh giác.
Trịnh Bân Bân bên cạnh nhận thấy Dương Bách Xuyên có điểm bất thường, bèn hỏi, Bách Xuyên sao thế? Dương Bách Xuyên không giấu giếm, hình như ta nhìn thấy có thứ gì đó trong bão cát. Bốn người Trịnh Bân Bân nghe hắn nói vậy, mặt đều biến sắc. Sao thế? Thấy bốn người mặt nhăn mày nhó, Dương Bách Xuyên hơi nghi hoặc. Trong bão cát mà nhìn thấy thứ gì hoặc là bóng dáng nào đó thì chỉ có thể là huyết lang. Chúng ta là người tu chân, rất khó hoa mắt hoặc là gặp ảo giác. Khả năng cao là huyết lang đã phát hiện ra chúng ta. Bạch Tiểu Sinh đanh mặt nói. Trên người chúng ta có phân của Hỏa Vân Khuyển rồi mà, chắc là cho dù huyết lang phát hiện cũng không sao đâu nhỉ. Dương Bách Xuyên thuận miệng nói. Trịnh Bân Bân tiếp tục nói, không phải. Chính là bởi vì trên người chúng ta có mùi của Hỏa Vân Khuyển, cho dù huyết lang phát hiện cũng sẽ tránh xa, không xuất hiện trong tầm mắt chúng ta. Nhưng một khi huyết lang xuất hiện thì chỉ có một khả năng. Sắc mặt Trịnh Bân Bân vô cùng khó coi. Xuất hiện thì xuất hiện thôi, tốt xấu gì năm người chúng ta cũng là tu sĩ xuất khiếu kỳ. Mau xông ra ngoài thôi, dù sao hẻm núi này cũng chỉ dài 20-30 dặm. Dương Bách Xuyên xem thường. Trịnh Bân Bân cười gượng, người cũng biết là yêu thú ở hẻm núi huyết lang không đơn giản, huyết lang đã trưởng thành thấp nhất cũng là yêu thú ngũ chuyển, có thể so với cảnh giới xuất khiếu. Trong đó có còn ngang ngửa xuất khiếu trung kỳ và hậu kỳ, thậm chí có cả đại viên mãn. Hơn nữa, nếu thật sự có huyết lang biến dị xuất hiện, thì đó không chỉ là vấn đề thực lực xuất khiếu đại viên mãn nữa. Thường thì yêu thú biến dị thông minh không kém con người. Điều đáng sợ hơn cả là huyết lang biến dị có thần thông thiên phú đặc biệt, không ai biết là gì nên khó lòng phòng bị. Chỉ mong chúng ta không xui xẻo như vậy, hy vọng thứ xuất hiện chỉ là huyết lang bình thường. Lão đại, ta đề nghị sử dụng chân khí để vượt qua hẻm núi với tốc độ nhanh nhất. Mặc dù như vậy sẽ dẫn tới bầy sói tấn công, cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn là gặp phải huyết lang biến dị. Bạch Tiểu Sinh cất giọng nặng nề nói. Được. Cứ làm vậy đi, mọi người đừng cách nhau quá xa, chú ý lẫn nhau, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua hẻm núi. Trịnh Bân Bân lập tức hưởng ứng. Sau đó năm người vận chuyển chân khí, từng luồng chân khí tản ra ngoài, ai nấy đều vắt chân lên cổ mà chạy. Thứ Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong bão cát chắc chắn là huyết lang. Dựa vào kinh nghiệm, bốn người Trịnh Bân Bân đoán là huyết lang biến dị xuất hiện, vì vậy bọn họ không dám trì hoãn. Hy vọng có thể chạy ra khỏi hẻm núi huyết lang trước khi huyết lang biến dị để mắt tới. Năm người mới chạy vài bước thì một trận bão cát ập vào mặt. Cũng chính lúc này, Trịnh Bân Bân mặt mày biến sắc hét to tấn công. Nàng ta vừa nói vừa đột ngột tung ra một chưởng về phía bão cát thổi đến trước mặt. Hú. Trong tiếng vang lớn, một tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Dương Bách Xuyên nhìn sang, hay thật, là một con sói yêu lông đốm màu đỏ bị Trịnh Bân Bân đánh bay ra ngoài. Bão cát khắp hẻm núi thổi đến từng đợt chứ không phải liên tục. Sau khi đợt bão cát này thổi qua, Trịnh Bân Bân lên tiếng, mọi người tiến lên phía trước đi. Dứt lời nàng ta nói với Dương Bách Xuyên cẩn thận kẻo ngập trong bão cát đấy. Huyết lang giỏi nhất là ẩn núp trong bão cát tấn công, không bị bão cát ảnh hưởng. Nghe vậy Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, thế mới biết sự lợi hại của huyết lang. Thật sự là bão cát rất ảnh hưởng tới năm người họ, nhưng lại là tầng phòng hộ thiên nhiên của huyết lang, nhờ đó huyết lang sẵn có ưu thế. Mà năm người họ lại rơi vào thế bất lợi về mặt tự nhiên. Trịnh Bân Bân dặn dò xong, năm người tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng gào giống. Trong tầm mắt là gió lớn thét gào. Một trận bão cát lớn ập tới. Lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng dáng ẩn trong bão cát, loáng thoáng thấy được bóng dáng huyết lang, hơn nữa số lượng không ít. Trịnh Bân Bân trầm giọng nói, chuẩn bị xông lên giết yêu. Tuy huyết lang khó xử lý, nhưng năm người đều là tu sĩ xuất khiếu hàng thật giá thật, là linh trưởng vạn vật, trí tuệ vô song, một lũ yêu thú không thể sánh được. Mọi người nhớ kỹ điều quan trọng nhất là phải vượt qua hẻm núi huyết lang bằng tốc độ nhanh nhất, chứ không là phải giằng co với huyết lang. Đừng ham chiến, mọi người hỗ trợ lẫn nhau đi theo ta. Trịnh Bân Bân là lão đại trong nhóm, nghiêm túc dặn dò. Nói xong nàng ta lập tức hành động, trong tay lấp lóe ánh sáng,
một cây roi dài màu cam xuất hiện. Trịnh Bân Bân vung tay, ánh sáng nở rộ, muốn quất một roi vào bão cát. Trong cảm giác của Dương Bách Xuyên, cây roi này của Trịnh Bân Bân là pháp khí linh bảo, có khí tức hệ hỏa mạnh mẽ, chắc hẳn là một món linh bảo hậu thiên. Bên trong còn phong ấn hồn yêu thú. Vụt. Khi cây roi dài quất ra tạo nên âm thanh giòn giã vang dội, theo sau là một tiếng hót vang lên, chiếp. Quả nhiên trên cây roi dài của Trịnh Bân Bân phóng ra lửa, ngọn lửa lập tức hóa thành hồn yêu cầm tam vĩ xích ô tắm lửa. Loài yêu cầm này trời sinh biết khống chế lửa, còn có tiếng hót có thể ảnh hưởng tới tinh thần, được xem là một loài phi cầm hệ hỏa quý hiếm. Trịnh Bân Bân có thể phong ấn yêu hồn hệ hỏa bậc này trong cây roi của mình đã đủ chứng minh sự phi phàm của nàng ta. Trong tiếng nổ vang, bão cát từ phía trước ập tới nổ tung bởi một roi của Trịnh Bân Bân. Con người co rụt lại, Dương Bách Xuyên theo sát bên cạnh Trịnh Bân Bân. Sau khi bão cát bị Trịnh Bân Bân quất roi, hai con huyết lang còn to hơn nghé lập tức há cái miệng to như chậu máu lao tới. Từ khí tức có thể cảm nhận được hai con huyết lang này không mạnh lắm, thực lực đạt đến tứ chuyển và ngũ chuyển là cùng, tức là tương đương với thực lực nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong. Dương Bách Xuyên đang định giúp một tay, nhưng ngay sau đó hắn trợn to mắt, thầm nghĩ trong lòng, mình coi thường Trịnh đại mỹ nhân rồi. Chỉ thấy khi hai con huyết lang nhào tới, Trịnh Bân Bân hừ lạnh một tiếng, sau đó trên người hai con huyết lang cháy bùng lên. Hú hú. Hai tiếng gào thảm thiết lần lượt vang lên, hai con huyết lang tức khắc rơi từ trên không trung xuống đất. Bộp bộp, mặt đất chấn động, khi tiếp đất. Hai con huyết lang đã cháy thành khung xương. Trịnh Bân Bân không thèm nhìn, tiếp tục tiến lên. Dương Bách Xuyên phải nhìn bằng ánh mắt khác. Lúc này hắn mới hiểu ra khi Trịnh Bân Bân rút roi, trong không khí tràn đầy ngọn lửa phóng ra từ cây roi pháp khí của nàng ta. Lúc hai con huyết lang xuất hiện trước mặt, nàng ta khống chế lửa trực tiếp đốt cháy chúng. Hay nói chính xác hơn là khi Trịnh Bân Bân rút roi, hai con huyết lang ẩn núp trong bão cát đã bị ngọn lửa xâm nhập vào cơ thể. Lúc này, lão nhị Bạch Tiểu Sinh nối gót xông lên. Khi băng qua xác của hai con huyết lang trên mặt đất, hắn ta chộp tay vào hư không. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Bạch Tiểu Sinh lấy ra hai viên yêu đan trên xác huyết lang. Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng một trái một phải đi bên cạnh Trịnh Bân Bân. Hiện tại lại có 4-5 con huyết lang xuất hiện. Trịnh Bân Bân dẫn đầu vung roi, bão cát nổ tung. Nàng ta luôn luôn tìm được huyết lang ẩn núp trong bão cát một cách chính xác. Nếu là một hai con thì sẽ bị nàng ta một quật một phát chết tươi. Nếu như số lượng nhiều hơn 3 thì Trịnh Bân Bân sẽ đột kích, Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng ở hai bên sẽ kết liễu. Pháp khí trong tay Hoa Liễu Tường là một cặp đoản đao. Y vung đao rất nhanh, mơ hồ toát ra hàn khí, chắc là pháp khí linh bảo được làm bằng chất liệu hệ băng. Y có thể lợi dụng ưu thế tốc độ, vung đao nhanh lạ thường, chém trúng huyết lang. Pháp khí xuất hiện trong tay Thiết Hùng là một cây rìu lớn. Thường thì một rìu bổ xuống có thể chém đôi huyết lang. Có lẽ pháp khí của Thiết Hùng đã được thêm trọng lượng, tối thiểu là cấp bậc linh bảo. Bạch Tiểu Sinh thì không thể hiện điểm đặc biệt, chỉ đi sau 3 người thu nhặt toàn bộ yêu đan. Dương Bách Xuyên đi theo sau 4 người, có cảm giác mình thật dư thừa. Hắn thấy 4 huynh muội Trịnh Bân Bân phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Hắn biết đây là sự ăn ý được tạo thành từ những cuộc chiến đấu chém giết cùng nhau trong thời gian dài. Bọn họ phối hợp với nhau như vậy đúng là sự ăn ý khiến rất nhiều tổ đội nhỏ hâm mộ. Có thể nói huyết lang tương đương cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, thậm chí là huyết lang có thể so với cấp bậc đại viên mãn cũng bị 4 người hợp sức chém giết. So với yêu thú huyết lang, 4 người đều có pháp khí. Đây là ưu điểm, là thế mạnh. Bù đắp nỗi nuối tiếc không chiếm được ưu thế tự nhiên. Trong thời gian mấy phút, Dương Bách Xuyên tận mắt chứng kiến 4 người phối hợp với nhau chém giết 16 con huyết lang, trong đó có 3 con huyết lang yêu ngang tầm cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ. Đây là chiến đấu vượt cấp rồi đó. Sức hấp dẫn của sức mạnh hợp tác đoàn đội rất rõ ràng. Trong 4 người, Bạch Tiểu Sinh là kẻ kiếm ăn bằng trí óc, thực lực yếu nhất, nhưng tác dụng của hắn ta thì không thể thay thế. Bạch Tiểu Sinh vừa thu nhặt yêu đan vừa chỉ huy chiến đấu. Dương Bách Xuyên đi theo phía sau có cảm giác dư thừa, nhưng hắn cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu đoàn đội.
trong đầu bất giác nhớ lại cuộc chiến đấu hợp tác với Chiêm Khánh Nhân, Hồ Tiên Nhi, Mai Thi Dĩnh, Tiểu Hòa Thượng và kẻ phản bội Trần Trầm Hương ở bí địa Trường Bạch năm xưa. Không biết đám chiêm yêu nghiệt đang ở đâu nhỉ? Dương Bách Xuyên thầm thở dài trong lòng. Lúc này, tiếng chỉ huy của Bạch Tiểu Sinh lọt vào tai hắn, lão tứ bên trái, lão tam vung đao, lão đại dốc toàn lực. Có huyết lang cấp bậc đại viên mãn xuất hiện rồi. Bạch Tiểu Sinh được ba người Trịnh Bân Bân bảo vệ ở giữa, vừa thu nhặt yêu đan vừa chỉ huy đâu ra đấy. Dương Bách Xuyên nghe thấy có huyết lang cấp bậc đại viên mãn xuất hiện thì giật mình, không biết bốn người có thể đối phó được không. Khi hắn ngẩng đầu, một tiếng thét dài đã vang lên, hú. Từ khí tức có thể cảm nhận được cấp bậc đại viên mãn. Bốn người Trịnh Bân Bân lộ vẻ mặt nghiêm túc song không hề hoảng loạn, đủ thấy những cuộc chém giết mà bọn họ từng trải qua không nhỏ, tố chất tâm lý rất mạnh. Thật sự là khiến Dương Bách Xuyên kính nể. Trong chiến đấu, càng gặp phải kẻ địch mạnh thì càng không được hoảng loạn. Bốn người Trịnh Bân Bân đã làm điều này đến cực hạn, ưu thế của đoàn đội được thể hiện một cách tối đa. Bây giờ phải xem bốn người có thể giết huyết lang cấp bậc đại viên mãn hay không. Phút phút phút. Trịnh Bân Bân quất ba roi vào con huyết lang cấp bậc đại viên mãn cảnh giới xuất khiếu. Trong tầm mắt Dương Bách Xuyên là một con huyết lang to như con trâu, cặp mắt yêu dị nhìn chằm chằm vào Trịnh Bân Bân như rắn độc. Ba roi quất xuống, con huyết lang này nhảy lên nhảy xuống vèo 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 tránh thoát cả ba. Điều này khiến bốn người kinh ngạc. Lão Tam, Lão Tứ ra tay. Bạch Tiểu Sinh gào to, giọng nói hơi biến điệu. Không ngờ con huyết lang trước mặt lại mạnh như vậy, nhất là nó dễ dàng tránh được roi của lão đại. Điều này chứng tỏ thực lực của nó vượt quá tưởng tượng. Bốn người khó mà đối phó với nó. Nhưng trong tình huống này, bọn họ không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể xông về phía trước, không thể ở lại, cũng không thể lùi về sau, nếu không sẽ bị huyết lang bao vây. Bạch Tiểu Sinh nói xong, Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng lập tức ra tay. Nếu muộn một chút thôi, lão đại Trịnh Bân Bân của bọn họ sẽ bị huyết lang quấn lên. Pháp khí trong tay hai người rơi trên người huyết lang gần như cùng lúc. Tuy nhiên, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, con huyết lang xảo quyệt há miệng gầm to một tiếng, trên người phát ra ánh sáng màu đỏ máu, một lượng yêu khí khổng lồ bùng phát. Gần như chỉ trong chớp mắt, toàn thân con huyết lang này phát ra ánh sáng đỏ chói mắt như mặt trời, mọi người không nhìn thấy gì hết. Đúng lúc này, bão cát nổi lên. Một giây sau, huyết lang biến mất. Thế nhưng ngay sau đó, Bạch Tiểu Sinh hoảng sợ hét to, á. Mọi người không ngờ con huyết lang này lại xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Sinh, thình lình cắn đứt cánh tay trái của hắn ta. Xúc sinh, Hoa Liễu Tường lập tức nổi giận, đâm huyết lang một nhát. Nhưng huyết lang xoay người, giơ chân trước đá Hoa Liễu Tường, dễ dàng hóa giải đòn tấn công của y, đồng thời túm lấy Bạch Tiểu Sinh bị đứt một tay. Hoa Liễu Tường, Thiết Hùng và Trịnh Bân Bân đều cuống lên, tất cả đều lao tới chỗ Bạch Tiểu Sinh. Nhưng ai ngờ con huyết lang xảo quyệt chỉ tung chiêu ảo. Sau khi dẫn dắt sự chú ý của ba người vào Bạch Tiểu Sinh, nó đột nhiên há cái miệng to như chậu máu ra, nhắm vào Trịnh Bân Bân. Lúc này ba người Hoa Liễu Tường đều bị dọa gần chết, cũng không ngờ tới huyết lang lại xảo quyệt như vậy. Mục tiêu thật sự là Trịnh Bân Bân, mà Trịnh Bân Bân cũng vì Bạch Tiểu Sinh bị thương, bản thân ngược lại không làm tốt phòng ngự, trơ mắt nhìn cái miệng huyết lang tới gần nàng ta, sắc mặt không còn huyết sắc. Phải biết rằng đây là một con huyết lang yêu ngang với cảnh giới xuất khiếu cấp bậc đại viên mãn. Còn nàng ta mới là tu vi cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, có thể chống lại được sao? Đúng ngay lúc này, trong tai Trịnh Bân Bân vang lên một tiếng nói, đừng sợ có ta ở đây. Chính là tiếng nói của Dương Bách Xuyên, sau khi bắt đầu chém giết, bọn người bọn họ lại quên mất Dương Bách Xuyên, đây là vì bốn người bọn họ phối hợp với nhau quen rồi. Nghe thấy Dương Bách Xuyên nói chuyện, trong lòng Trịnh Bân Bân không khỏi yên tĩnh lại. Lúc này nàng ta không thể cử động, một là chuyển biến xảy ra bất ngờ không kịp phản ứng, hai là áp bức từ trên người huyết lang. Mặc dù là lang yêu, nhưng thật sự có thể sánh ngang với tu sĩ cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Bàn về thực lực, yêu thú hoàn toàn sẽ không kém hơn tu chân giả, có một số mặt trên người còn mạnh mẽ hơn. Nếu như bị cái miệng này của huyết lang cắn thương, cho dù không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Trịnh Bân Bân nghĩ như vậy.
cũng không ngờ lúc này Dương Bách Xuyên đã ra tay. Đối với Dương Bách Xuyên, lúc này trong lòng có hơi hổ thẹn cũng có phẫn nộ. Hổ thẹn là lúc bốn người Trịnh Bân Bân là khách phiêu lưu, quanh năm phiêu lưu chém giết với nhau, cho nên đã dưỡng thành ăn ý phối hợp, cho dù Dương Bách Xuyên muốn gia nhập vào bọn họ thật sự cũng không dễ dàng, gia nhập vào trong bốn người ngược lại sẽ phá hoại sự phối hợp giữa bốn người. Một mặt cũng là Dương Bách Xuyên muốn nhìn xem kinh nghiệm phối hợp giữa bốn người với nhau để giết huyết lang trên người bốn người, những điều này là không thể thấy trên sách cổ. Thế cho nên hắn không kịp phản ứng khiến huyết lang chặt đứt một cánh tay của Bạch Tiểu Sinh. Phẫn nộ tất nhiên là đối với huyết lang, con xúc sinh này vừa xuất hiện đã làm Bạch Tiểu Sinh bị thương, điểm này là Dương Bách Xuyên tức giận tự trách, bốn người Trịnh Bân Bân đã tiếp nhận hắn là bạn bè huynh đệ, bây giờ bạn bè bị thương sao có thể không giận. Có điều, nói ra tu sĩ chém giết cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, huyết lang có thể so với xuất khiếu đại viên mãn này rõ ràng xảo quyệt hơn huyết lang khác. Ai cũng không ngờ con xúc sinh này lại thi triển thủ đoạn làm mê hoặc mục tiêu cuối cùng của Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng là Bạch Tiểu Sinh, có lẽ điểm này bản thân Bạch Tiểu Sinh cũng không nghĩ tới, bị huyết lang chặt đứt một cánh tay, nhưng không mất mạng đã là vô cùng may mắn rồi. Cho dù Dương Bách Xuyên muốn ngăn cản cũng không kịp. Còn về sau đó huyết lang lại làm động tác giả lần nữa muốn công kích Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên đã phản ứng lại, đến bên cạnh Trịnh Bân Bân, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không để Trịnh Bân Bân bị thương. Nếu không tu vi xuất khiếu hậu kỳ bây giờ của hắn có thể đi đụng đậu phụ rồi. Dương nào đó cả người từ trong ra ngoài nội tình vững chắc, đối mặt với huyết lang yêu cao hơn hắn một cảnh giới nhỏ cũng không hề sợ hãi, trong mắt hắn huyết lang lợi hại thế nào cũng là một con nghiệt xúc mà thôi. Hắn là tu chân giả, có thể thi triển pháp thuật thần thông, huyết lang lại không thể. Vừa rồi cũng đã quan sát con xúc sinh này không có thần thông thiên phú lợi hại gì, trên người bộc phát ánh sáng màu máu cũng chỉ là thủ đoạn mê hoặc người nhất thời, mặt khác chính là tốc độ nhanh. Nhưng có nhanh hơn nữa thì thế nào? Nó còn có thể so được với tốc độ chỉ xích thiên nhai công lưu quang cảnh tầng thứ 3 của hắn chắc. Cho nên ưu thế của huyết lang theo Dương Bách Xuyên thấy cũng chỉ là có thể áp chế bốn người Trịnh Bân Bân, đối với hắn thì đều không phải chuyện gì. Thấy huyết lang há cái miệng máu ra cắn xé về phía Trịnh Bân Bân, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, xuất hiện ở bên cạnh Trịnh Bân Bân, nói một câu làm yên lòng bên tai nàng ta, lúc trượt xuống tiện tay đẩy Trịnh Bân Bân về phía sau, kiếm đầu long trong tay đã tích lũy chờ phát động từ lâu, đột nhiên một kiếm chém về phía huyết lang. Quỳnh. Tiếng nặng nề vang lên, kèm theo đối là tiếng kêu thảm thiết của huyết lang. Lại là bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém lên đầu, chém một cái tay của huyết lang xuống. Con xúc sinh này ăn đau, lập tức lùi sau, đôi mắt đỏ tươi dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Một con nghiệt xúc thôi, xem tiểu gia không lột da sói của ngươi. Dứt lời, hắn nói với Trịnh Bân Bân ở phía sau, ngươi đi chăm sóc Bạch huynh. Ta mở đường cho chúng ta tiếp tục xông về phía trước, các ngươi theo sát ta. Được. Lúc này đang ở trong hiểm cảnh, Trịnh Bân Bân hoảng hồn chưa ổn định vội vàng đáp tiếng, không nhiều lời, kêu gọi ba người Bạch Tiểu Sinh, rồi đi theo sau Dương Bách Xuyên đã xông về phía huyết lang. Có lẽ là cảm nhận được sự nguy hiểm của Dương Bách Xuyên, huyết lang lại giống lên muốn chạy. Dương Bách Xuyên hừ lạnh. Vừa vận chuyển chỉ xích thiên nhai công lưu quang cảnh tầng thứ 3 đã xuất hiện ở bên cạnh huyết lang, giống to, chém. Sao hắn có thể để xúc sinh này chạy mất, sau khi tu vi thăng cấp đúng lúc lấy những con lang yêu này ra luyện tay, thử xem thực lực của bản thân. Kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long mãnh liệt, chân khí chút đầy thân kiếm khí mạnh mẽ gia tăng, một kiếm này uy lực đầy đủ, hắn lại muốn thử xem con xúc sinh này đối mặt với kiếm của hắn có bản lĩnh gì chống đỡ được. Xuất hiện thần tốc như tia chớp phá không, huyết lang đừng hòng né tránh. Ngay lúc một kiếm của Dương Bách Xuyên bổ xuống, trong ánh mắt huyết lang cuối cùng đã xuất hiện vẻ sợ hãi, trong miệng phát ra một tiếng hú dài, Sau đó cả người huyết lang chợt lóe lên huyết quang, ngay lập tức trên người huyết lang hiện lên một ảo ảnh huyết lang cao 3 trượng, đột nhiên nâng vuốt trước đánh về phía kiếm của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm. Trong tiếng vang nặng nề, một sóng khí khổng lồ bộc phát, sau đó dập dần ra, trực tiếp khuếch tán ra xa mấy trăm mét.
cũng chính là sóng khí dập dờn này đã cuốn lên gió cát xung quanh. Lập tức hơn mấy chục mét xung quanh xuất hiện huyết lang thành đàn. Nói ít cũng có hơn mấy trăm con. Cảnh tượng này khiến bốn người Trịnh Bân Bân đều hít ngược khí lạnh, trong lúc bất giác bọn họ lại bị bao vây. Sao có thể như vậy, lúc trước mẹ nó cũng không có đàn huyết lang lớn như vậy mà, nhiều nhất cũng chỉ là quy mô 30, 50 con. Hoa Liễu Tường lẩm bẩm tự nói. Có lẽ thật sự có tồn tại huyết lang biến dị, Trịnh Bân Bân nói. Mấy người kìm lòng không đâu mà dừng lại, lúc này trước sau đều bị chặn, cộng thêm Dương Bách Xuyên và huyết lang chiến đấu cũng đã dừng lại. Bạch Tiểu Sinh nhìn huyết lang Dương Bách Xuyên chém giết, sắc mặt trắng bệch cười khổ nói, không phải có lẽ có huyết lang biến dị, mà là đã xuất hiện rồi, nhiệt xúc chém giết với xuyên tử chính là tồn tại biến dị, các ngươi xem đã biến dị rồi. Bạch Tiểu Sinh dứt lời, mấy người Trịnh Bân Bân nhìn qua, sắc mặt từng người đều trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy trong trận cả sau huyết quang mãnh liệt cả người huyết lang hiện lên ảo ảnh huyết lang, giơ vuốt lên cưỡng chế chống đỡ lại một kiếm của Dương Bách Xuyên, sau đó bốn người thấy trên đỉnh đầu của huyết lang mọc ra một cái sừng. Trong sách cổ ghi chép yêu thú đầu một sừng biến hóa chính là đặc trưng biến dị. Yêu thú biến dị cảnh giới có lẽ sẽ không tăng mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ xuất hiện thần thông thiên phú đặc biệt, tình huống bình thường loại thần thông này đều rất mạnh mẽ. Cũng không biết Dương Bách Xuyên có thể đối phó được không? Đừng xem nữa, chúng ta ra tay dọn dẹp huyết lang bình thường xung quanh, tuyệt đối không thể tăng thêm gánh nặng cho xuyên tử nữa. Trịnh Bân Bân nói, vốn đã là huyết lang dị biến mạnh mẽ, đã là họa vô đơn chí rồi, thực lực của bốn người bọn họ không thấp, bây giờ cũng chỉ có thể mong chờ Dương Bách Xuyên giết chết huyết lang biến dị, lúc này nếu như huyết lang bình thường xung quanh đến quấy rầy Dương Bách Xuyên thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Được, chúng ta liều thôi, nhất định phải để lão đại rời đi. Bạch Tiểu Sinh cắn răng nói, trên người Trịnh Bân Bân có phân thân thuần dương, liên quan tới chuyện lớn của cả Vương Thành phiêu lưu, nhất định không thể xảy ra chuyện. Liều thôi. Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng phụ họa theo, sau đó bốn người cùng xông về phía huyết lang bình thường ở xung quanh. Lúc này vừa sau một kiếm, Dương Bách Xuyên lại trợn to mắt. Hắn không ngờ huyết lang trước mặt lại cũng có thể nguyên thần xuất khiếu, hoặc nói là sau khi yêu hồn xuất khiếu trực tiếp đỡ được một kiếm của hắn, sau đó đã thấy đỉnh đầu huyết lang xuất hiện một sừng màu máu, bên trên che kín vân văn phức tạp. Hắn biết đây là huyết lang biến dị. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu nghiêm trọng, cũng đã nhìn thấy huyết lang bình thường ở xung quanh. Bây giờ hắn mới biết tại sao huyết lang trước mắt này lại xảo quyệt như vậy, thì ra là tồn tại biến dị. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu nghiêm trọng, cũng đã nhìn thấy huyết lang bình thường ở xung quanh. Bây giờ hắn mới biết tại sao huyết lang trước mắt này lại xảo quyệt như vậy, thì ra là tồn tại biến dị. Bây giờ đã bị hắn ép ra thực lực biến dị. Mặc dù trong lòng nghiêm trọng, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không sợ hãi, bức ép con nghiệt xúc này biến dị, thể hiện thực lực coi như là ép át chủ bài ra ngoài sáng rồi, tốt xấu gì cũng có thể có đề phòng trong lòng. Bây giờ chỉ xem huyết lang biến dị này sẽ thi triển ra thiên phú thần thông gì thôi. Gào. Huyết lang sau khi biến dị giống giận với Dương Bách Xuyên, âm thanh cũng xảy ra biến hóa, đinh tai nhức óc. Tiếp đó Dương Bách Xuyên không ngờ ảo ảnh yêu hồn trên người huyết lang một sừng lấp lóe huyết quang lại lớn hơn một vòng, từ 3 trượng tăng lên đến 9 trượng. Xúc sinh ngoan, yêu hồ cũng ngưng thực rồi, có điều tiểu ra đâu thể nào sợ ngươi. Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm, rồi nói, nguyên thần xuất khiếu. Sau người hắn cũng hiện lên nguyên thân cao 9 trượng đối đầu với huyết lang biến dị. Gào. Sau khi đối đầu chưa đến 10 hơi thở, huyết lang biến dị đã phát động tiến công trước, trong một tiếng hú dài trực tiếp phi nhanh về phía Dương Bách Xuyên. Hừ. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, kiếm đầu long trong tay chém giết qua một kiếm, nguyên thần xuất kích song toàn, mang theo hồn thần hỏa mạnh mẽ. Hắn không tin yêu hồn của nghiệt xúc này có thể mạnh mẽ tới mức nào, thật sự so được với sức mạnh thần hồn, Dương Bách Xuyên không sợ nó chút nào. Mà yêu hồn của huyết lang biến dị há miệng máu ra, trực tiếp cắn xé nguyên thần của Dương Bách Xuyên. Hai bên gặp nhau, chỉ xem ai mạnh mẽ hơn. Dương Bách Xuyên là tu vi xuất khiếu hậu kỳ, nhưng mà hắn có thể chiến đấu vượt giai, nền móng vững chắc, không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh.
ngay lúc chém xuống một kiếm, ngay sau đó sắc mặt Dương Bách Xuyên lại thay đổi. Hắn nhìn thấy một sừng trên đỉnh đầu của huyết lang kia đột nhiên phát ra một ánh sáng màu đỏ tươi, nháy mắt giống như tia chớp, đánh xuống kiếm đầu long của Dương Bách Xuyên. Vốn là không có cảm giác gì, nhưng lát sau, trong lòng Dương Bách Xuyên đã bắt đầu thấy đắng chát, hắn cảm thấy sau khi một sừng trên đầu huyết lang phát ra huyết quang đụng lên kiếm đồ long của hắn, một kiếm đánh đầu thắng đó này của hắn giống như chém lên một sợi dây thừng mềm, có loại cảm giác bị nén tới nội thương, hoàn toàn không có tác dụng gì. Ngay sau đó điều khiến sắc mặt hắn đại biến là lại phát hiện trên đầu huyết lang biến dị phát ra sức mạnh đỏ tươi, nháy mắt thuận theo kiếm đồ long chui vào trong người hắn. Điều này khiến sắc mặt Dương Bách Xuyên đại biến, ngay lập tức vận chuyển công pháp luyện hóa xua đuổi, nhưng nghĩ đến sức mạnh này của huyết lang lại giống như con nhím trên người luôn có gai ngược, khiến chân khí trong người hắn vừa đụng vào đã tan vỡ. Giờ trong lòng Dương Bách Xuyên kinh ngạc, cảm thấy sức mạnh này của huyết lang không phải yêu lực cũng không phải lực yêu hồn, dường như là một loại sức mạnh ở khoảng giữa của hai loại này, thực sự vô cùng quỷ dị. Phút chốc đã xông vào đến đan điền. Sau khi vào đan điền thì trực tiếp chạy thẳng đến người nhỏ Nguyên Anh gần như là biến thành trạng thái thực hóa ngũ quan rõ ràng ở đan điền. Đúng lúc này, Nguyên Anh đang nhắm mặt chợt mở hai mắt ra, hai tia chớp màu tím bắn ra, trực tiếp đánh lên trên ánh sáng đỏ tươi này của huyết lang biến dị. Xì xì. Sau khi phát ra tiếng xì xì giống như lửa nóng đụng vào nước, lại bốc hơi tan biến. Sức mạnh quỷ dị chui vào trong người bỗng chốc tan rã. Điều này khiến Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng kinh ngạc rốt cuộc Nguyên Anh của mình là cái quỷ gì. Sau khi hoàn thành Nguyên Anh, có điều sau này cảnh giới tu vi thăng cấp cao tới đâu, Nguyên Anh sẽ mãi tồn tại, cũng là vật dẫn ký thúc thần hồn, chứa đựng sức mạnh thần hồn, là căn cơ nguyên thần, cũng là một ngôi nhà. Mà đan điền lại là ngôi nhà của chân khí, giữa hai thứ này bổ trợ cho nhau, thiếu bất cứ một cái nào cũng không được. Lúc này chân khí không ngăn được sức mạnh này của huyết lang biến dị, không ngờ Nguyên Anh trong người đột nhiên mở mắt ra, bộc phát hai tia chớp màu tím, dễ dàng đánh tan sức mạnh của huyết lang biến dị. Thật sự khiến trong lòng Dương Bách Xuyên kinh ngạc, không ngờ Nguyên Anh của hắn còn có bản lĩnh như vậy. Cũng không biết Nguyên Anh của người khác có vậy không? Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên phát hiện Nguyên Anh tọa lạc trong đan điền có sức mạnh đặc biệt, dù sao cũng là một chuyện tốt. Trong nháy mắt công kích của huyết lang biến dị đã bị hóa giải khi Nguyên Anh của Dương Bách Xuyên mở mắt ra, thời gian chưa qua bao lâu. Sau khi Nguyên Anh của hắn mở mắt bắn ra hai ánh sáng màu tím hóa giải ánh sáng của huyết lang chui vào trong người, ngay sau đó huyết lang biến dị vốn đang há miệng máu cắn xé về phía Dương Bách Xuyên chợt phát ra một tiếng kêu thảm thiết, growl. Nhìn ảo ảnh yêu hồn đã nhạt đi mấy phần, rõ ràng sức mạnh huyết quang trong sừng phát ra bị Nguyên Anh của Dương Bách Xuyên tiêu hủy. Cắn trả đối với súc sinh này rất lớn. Cả người huyết lang biến dị từ trong ra ngoài đều chấn động, ánh mắt Dương Bách Xuyên híp lại, nâng tay phải lên bỗng chốc đánh qua ba chiêu thần thông thủ cốt về phía huyết lang. Trích tinh, lao nguyệt, thâu thiên. Ba đòn thần thông thủ cốt mạnh mẽ bộc phát ra năng lượng chân khí mạnh mẽ bùng nổ trên người huyết lang. Uinh uinh uinh. Tiếng nổ nặng nề vang dội chân trời. Growl. Huyết lang biến dị lập tức kêu thảm thiết lùi ra sau. Dương Bách Xuyên căn bản không cho huyết lang cơ hội phản kích, ảo ảnh nguyên thần vung nắm đấm lên mang theo lửa thần hồn màu lam, rượt theo rơi trên yêu hồn của huyết lang. Growl growl growl. Đối mặt với hai nắm đấm nguyên thần và lửa thần hồn của Dương Bách Xuyên, trong ánh mắt huyết lang đã có hoảng sợ. Trong lúc giống giận thảm thiết, yêu hồn của huyết lang biến dị đã nhạt đi. Hơn nữa đã bị lửa thần hồn của Dương Bách Xuyên đốt rồi. Lúc này, khóe miệng Dương Bách Xuyên mỉm cười tự nói, không tin không giết được con súc sinh như ngươi. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ thấy yêu hồn hiện lên trên người huyết lang vốn đã mờ nhạt vô cùng đã bắt đầu lờ mờ, rõ ràng bị Dương Bách Xuyên đả thương không nhẹ. Ai ngờ một giây sau, trong tiếng hú dài của súc sinh này một sừng trên đầu lấp lánh ánh sáng, yêu hồn vốn vô cùng mờ nhạt của nó. Ngay lập tức lại khôi phục trạng thái bình thường lần nữa trong ánh sáng tỏa ra trên sừng của huyết lang, hơn nữa dường như còn mạnh mẽ hơn yêu hồn lúc trước mấy phần. Sau đó lại mạnh như rồng như hổ nhào về phía Dương Bách Xuyên. Cảnh này khiến Dương Bách Xuyên trợn mắt há miệng. Mẹ nó như vậy còn chơi có thể thế nào?
rất rõ ràng một ánh sáng bộc phát ở sừng trên đỉnh đầu của huyết lang biến dị lại là có thể khôi phục lực yêu hồn. Thần thông thiên phú này nghịch thiên rồi. Nếu như cứ tuần hoàn như vậy, thì muốn giết chết huyết lang này khó rồi, hơn nữa làm không tốt còn sẽ bỏ cả mạng nhỏ của mình vào. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Bách Xuyên co giật, có điều hắn không tin một sừng của huyết lang khôi phục sức mạnh yêu hồn là không có giới hạn, lập tức hắn lại ra tay lần nữa. Ở bên khác, bốn người Triệu Bân Bân đã chém giết với huyết lang bình thường, cũng may trong này không xuất hiện huyết lang cấp đại viên mãn nữa, không tới mức khiến bốn người không có sức đánh trả. Có điều dù là như vậy, xung quanh hơn trăm huyết lang cũng khiến bốn người nuốt không nổi, cũng không biết sau khi chém giết bao lâu cuối cùng đã xuất hiện thương vong. Bạch Tiểu Sinh vốn bị gãy một cánh tay sau khi trải qua chém giết hồi lâu, không cẩn thận đã bị một huyết lang cắn thương ở cổ. Lão nhị. Ba người Trịnh Bân Bân kêu to. Growl growl growl. Công kích của huyết lang trở lên hung mãnh, đám xúc sinh này bẩm sinh hiểu năng lực tác chiến đội nhóm chém giết. Sau khi Bạch Tiểu Binh bị thương, nháy mắt đã bị 4-5 con huyết lang vây đánh, phút chốc đã xé xác của Bạch Tiểu Sinh ra ăn, nguyên thần cũng không thoát khỏi. Nhóm 4 người bị phá ra, sau khi thiếu một người đa mưu túc trí như Bạch Tiểu Sinh, ba người Trịnh Bân Bân, Hoa Liễu Tường, Thiết Hùng bắt đầu nổi điên, hoàn toàn bộc lộ triển khai liều mạng chém giết. Sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Sinh, Dương Bách Xuyên vô thức nhìn qua. Sau khi thấy cảnh tượng Bạch Tiểu Sinh bị một đám huyết lang xé xác, con ngươi của hắn cũng đỏ ngầu, trong phút chốc này lại bị huyết lang biến dị nắm bắt được cơ hội, xẹt một vuốt qua lồng ngực, lộ ra vết thương xương máu. Nhiệt xúc. Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu cáu tiết, chém giết với huyết lang biến dị. Trong trận hoàn toàn hỗn loạn, bên Trịnh Bân Bân từng người bắt đầu chém giết đơn lẻ sau khi mất đi nhân vật chỉ huy đội nhóm vì cái chết của Bạch Tiểu Sinh. Bọn họ đều muốn báo thù cho Bạch Tiểu Sinh. Sau giết chóc một đêm đến bình minh ngày hôm sau, cả hẻm núi huyết lang, thi thể huyết lang nằm ngổn ngang, lan tràn mùi máu tanh nồng nặc. Trịnh Bân Bân tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ bừng, lồng ngực Thiết Hùng xuất hiện một lỗ thủng, gã thiêu đốt tinh nguyên chắn trước người Hoa Liễu Tường, còn Hoa Liễu Tường hộc máu quỳ trên mặt đất. Hơn trăm con huyết lang bị ba người liều giết, còn lại hơn 9 con. Lúc này không tiến lên trước mà lại bao vây ba người Trịnh Bân Bân, tư thế lúc nào cũng nhìn như hổ rình mồi, một loạt xông lên. Ba người tạo thành hình chữ phẩm, nhìn Dương Bách Xuyên và huyết lang biến dị vẫn đang liều giết. Bịch! Lại là một đòn chém giết, thân thể Dương Bách Xuyên lùi lại mấy chục mét, đúng lúc xuất hiện cách ba người Trịnh Bân Bân không xa. Phụt! Hắn nôn ra một ngụm máu, nghiêng đầu nhìn về phía ba người Triệu Bân Bân. Trong lòng cả kinh phát hiện Thiết Hùng trợn con người đứng yên không có sức sống, tinh nguyên đã thiết đốt gần như không còn. Hoa Liễu Tường và Triệu Bân Bân đều bị thương nặng, nhất là Hoa Liễu Tường nửa quỳ trên mặt đất, sức sống trên người đang nhanh chóng mất đi. Chỉ có tình hình của Trịnh Bân Bân là tốt hơn chút, nàng ta là tu vi cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, Dương Bách Xuyên nghĩ nếu không phải nàng ta che chở cho người khác, thì không đến mức bị thương nặng như vậy. Lúc này trên dưới cả người Dương Bách Xuyên cũng là vết thương chồng chất, nguyên thần của hắn bị huyết lang biến dị liều mạng mấy lần, không thích hợp xuất khiếu chiến đấu nữa. Hắn đã xem thường một sừng trên đỉnh đầu của huyết lang biến dị rồi, một sừng trên đầu của xúc sinh này mỗi lần lấp lóe ánh sáng đều có thể khiến yêu hồn khôi phục tăng cường, đây mới là nguyên nhân Dương Bách Xuyên bị thương nặng, căn bản không tốt hơn xúc sinh này, có thể kiên trì đến bây giờ không dễ dàng. Cả người huyết lang biến dị toàn là lỗ máu, đều do bị Dương Bách Xuyên đâm xuyên ra nhưng so sánh ra thì bị thương không tính là nặng. Lần này sau khi tách ra, huyết lang không nhào lên nữa mà nổi lên ánh mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Thấy vậy Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm chân huyết lang từ từ di chuyển qua chỗ Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường, hắn muốn trị thương cho hai người, trên người còn nước sinh mệnh, cũng không định giấu riêng nữa. Lúc còn chưa lấy nước sinh mệnh ra, Hoa Liễu Tường lại yếu ớt nói, Xuyên Xuyên tử, giúp ta chăm sóc lão đại vệ. Vừa dứt lời, sức sống cả người Hoa Liễu Tường tiêu tan. Lão Tam, Trịnh Bân Bân rơi nước mắt, khàn giọng gọi một tiếng. Dương Bách Xuyên thở dài, Hoa Huynh yên tâm, chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ giúp ngươi đưa Trịnh Bân Bân về Vương Thành phiêu lưu. Trong lòng chợt động, đánh thức Thiện Linh và Trùng Tử để bọn nó trông chừng huyết lang biến dị trước.
bản thân hắn thì ngồi xổm người xuống kiểm tra tình hình vết thương của Hoa Liễu Tường nhưng cuối cùng vẫn là bất lực, tâm mạch và nguyên thần cả người Hoa Liễu Tường đều tan rã, cho dù nước sinh mệnh cũng không có cách nào chữa trị. Mặc dù Hoa Liễu Tường chưa nói xong nhưng Dương Bách Xuyên lại biết điều hắn lo lắng là Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên không ngờ sự việc lại phát triển tới bước này, tất cả đều xảy ra quá nhanh, hắn cũng có lòng mà không có sức. Nếu như sớm biết khe núi huyết lang sẽ có nhiều huyết lang như vậy, hoặc nói sớm biết sẽ tồn tại huyết lang biến dị mạnh mẽ như vậy, Dương Bách Xuyên sẽ thu cả bốn người vào trong không gian Bình Càn Khôn. Nhưng trên đời không có nếu như, Bình Càn Khôn là bí mật lớn nhất của hắn, mặc dù tạm thời hợp lực với bốn người nhưng vẫn chưa đến mức khiến hắn đào tim đào phổi ra vì họ. Đổi lại là bất cứ ai khác đều sẽ không lập tức đào tim gan của mình ra cho bạn bè vừa quen biết được 2-3 ngày. Hơn nữa quen biết bốn người Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên đâu thể không nhìn ra chỉ có Trịnh Bân Bân coi hắn là bạn bè, thật sự chấp nhận hắn, còn ba người khác thực ra đều là nể mặt Trịnh Bân Bân mà coi hắn là bạn bè, cho nên Dương Bách Xuyên chưa để lộ ra không gian Bình Càn Khôn. Hơn nữa từ lúc vào khe núi huyết lang gặp huyết lang, dù muốn thu bốn người vào không gian Bình Càn Khôn cũng không có thời gian, hắn có thể chém giết với huyết lang biến dị đến bây giờ đã rất khó khăn rồi. Cũng không tính thẹn với ba người Bạch Tiểu Sinh đã chết, dù sao hắn cũng đã chảy máu, cũng đã cố gắng. Còn về bây giờ chỉ còn lại một mình Trịnh Bân Bân, trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ thực sự không được thì đưa Trịnh Bân Bân vào không gian Bình Càn Khôn, giữ mạng nhỏ trước quan trọng hơn. Mặc dù Bình Càn Khôn có 200-300 người của Vân Môn nhưng từng người tu vi có thể đều không cao, tỉ muội Lục gia cao nhất cộng thêm chị Mai có thần thông thiên phú cố lắm cũng mới là Nguyên Anh sơ kỳ. Người khác đều là Kim Đan Kỳ, với tu vi như vậy Dương Bách Xuyên không dám thả ra giúp đỡ. Trong cả khe núi huyết lang tùy tiện sách ra một con tu vi cao nhất cũng là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, xuất khiếu sơ kỳ trung kỳ cũng có, để người của Vân Môn trong không gian Bình Càn Khôn ra giúp đỡ chắc chắn không khác gì đi tìm chết, cho nên Dương Bách Xuyên tuyệt đối sẽ không triệu hồi bọn họ từ trong không gian Bình Càn Khôn ra, cho dù bản thân hắn bị thương nặng gần chết cũng sẽ không để người thân bạn bè bị tổn hại. Cho nên ở hoàn cảnh khó khăn của khe núi huyết lang chỉ có thể là 5 người bọn họ tự mình đối mặt, sống chết có số. Trước sau đã có 3 huynh đệ chết đi, tóc Trịnh Bân Bân xóa tung, thủ ở bên cạnh xác của Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng, ngoài đỏ mắt ra lại không rơi nước mắt, điểm này ngược lại nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, có điều lại cũng càng khiến hắn lo lắng cho nàng ta hơn, tâm sự nén trong lòng mới đáng sợ. Lúc này cũng không biết làm sao an ủi Trịnh Bân Bân. Nhưng hắn nhất định phải lên tiếng nói chút gì đó, phía trước còn có huyết lang biến dị như hổ rình mồi, xúc sinh này sau một trận chiến cũng bị thương không nhẹ, nhưng tình hình vẫn tốt hơn Dương Bách Xuyên. Bây giờ có lẽ là thấy Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân hơi đến bước đường cùng, ngược lại nó không vội tấn công nữa, trông huyết lang biến dị cũng đang chậm rãi điều chỉnh, Dương Bách Xuyên tin rằng đợi con xúc sinh này điều chỉnh khí tức thông thuận, nó nhất định sẽ nhào lên cắn xé hắn và Trịnh Bân Bân. Xung quanh còn 9 con huyết lang bình thường thực lực xuất khiếu trung kỳ, lúc trước bị mấy người Trịnh Bân Bân giết gần hết, 9 con này coi như là nổi bật trong số đó, cũng có trí khôn nhất định. Bọn nó không tiến lên, bị giết sợ rồi, cũng đang đợi mệnh lệnh của huyết lang biến dị. Tình hình rất nguy hiểm, nhưng Dương Bách Xuyên không quan tâm, hắn đã quyết định rồi, lát nữa sẽ dẫn Trịnh Bân Bân vào trong không gian Bình Càn Khôn trốn tránh. Bân Bân nhặt xác đi. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng nói ra một câu chói tai như vậy. Thi thể của Bạch Tiểu Sinh đã bị huyết lang xé xác, không thể để Thiết Hùng và Hoa Liễu Tường cũng không còn hài cốt. Cả người Trịnh Bân Bân run rẩy, vung tay thu thi thể của Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng vào trong pháp khí dự trữ, sau đó vẻ mặt kiên nghị nói, Xuyên tử xin ngươi một chuyện. Ngươi nói, Dương Bách Xuyên không biết Trịnh Bân Bân muốn nói gì, có điều vẫn lên tiếng đồng ý. Trịnh Bân Bân tiếp nhận hắn là bạn bè từ tận đáy lòng, mà hắn cũng như vậy, chỉ cần có thể làm được yêu cầu của Trịnh Bân Bân hắn nhất định sẽ làm. Trong lòng nghĩ có phải Trịnh Bân Bân muốn hắn trả thù cho ba người Bạch Tiểu Sinh không, nếu là như vậy Dương Bách Xuyên sẽ đồng ý. Cùng lắm vào Bình Càn Khôn điều dưỡng chút, đợi các mặt của thân thể khôi phục bình thường, rồi ra ngoài chém giết huyết lang là được. Thế nhưng chỉ thấy ánh mắt Trịnh Bân Bân nhìn về phía huyết lang xung quanh. Giọng điệu bình tĩnh nói, giúp ta đưa phân thân thuần dương về điện phiêu lưu ra cho ông của ta, tốc độ của ngươi nhanh, ta hãm chân những huyết lang này chắc vẫn có thể làm được.
nhưng xúc sinh này giết huynh đệ ta, thù này không đội trời chung. Cho dù ta tự bạo đan điền cũng phải kéo mấy con đệm lưng, nếu như hai chúng ta đi cùng nhau, tình hình bây giờ là sẽ không đi được, cho nên nhờ ngươi rồi. Sau khi nói xong, Trịnh Bân Bân tháo một nhẫn chữ vật trong tay xuống đưa cho Dương Bách Xuyên, bên trong là phân thân thuần dương. Nghe Trịnh Bân Bân nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn chiếc nhẫn nàng ta đưa qua mà sửng sốt, không nhận lấy, ngược lại hỏi, ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Trịnh Bân Bân miễn cưỡng cười, nói ta cũng không biết tại sao, mặc dù quen biết ngươi chỉ có thời gian 3 ngày, nhưng mà dựa vào cảm giác ngươi đáng để ta tin tưởng. Ta tin ánh mắt của Trịnh Bân Bân ta cho dù người cầm nhẫn chữ vật chạy mất cũng chẳng sao, tóm lại vẫn tốt hơn mất ở đây, tốt xấu gì chúng ta đã là bạn. Lúc này Dương Bách Xuyên thật sự xúc động rồi, Trịnh Bân Bân có thể giao cho hắn thứ dùng mạng đổi lấy, có lẽ phân thân thuần dương đối với nàng ta thậm chí còn quan trọng hơn mạng sống, sự tin tưởng này nặng trình trịch. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại rất vui mừng, con đường tu chân không có 5 tháng, con đường tu chân chậm rãi. Vô số năm tháng như sông dài, lại có thể gặp được người bạn tin tưởng bản thân như vậy, có bao nhiêu? Nhìn Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên đẩy về, mỉm cười nói, cất đi trước đã, vẫn chưa tới tuyệt cảnh, có lẽ còn có cách khác có thể để hai chúng ta đều bình an rời đi. Trịnh Bân Bân nhìn huyết lang xung quanh cười khổ, nói, 9 con huyết lang có thể so với cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, 1 con huyết lang biến dị cảnh giới xuất khiếu trung kỳ đại viên mãn. Ngươi và ta đều bị thương nặng. Đi thế nào? Trịnh Bân Bân cười tự giễu nói, trừ khi ông ta đến, nhưng điều này không thể nào, hoặc hỏa vân khuyển khắc tinh của huyết lang xuất hiện ở đây. Điều này càng không thể nào, hỏa vân khuyển hành tung thần bí, xuyên qua đại mạc, không thích nơi cả trời gió cát này nhất. Cho nên xuyên tử cầu xin ngươi, ta dùng tự bảo hãm chân huyết lang, ngươi mang nhẫn chữ vật chạy đi, ta tin với tốc độ của ngươi chắc có thể chạy thoát thân. Bây giờ huyết lang của khe núi huyết lang cơ bản đã bị chúng ta giết hết. Đoạn đường phía sau chắc sẽ không xuất hiện huyết lang nữa. Ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua gió cát ra khỏi khe núi huyết lang. Lúc nói chuyện, Trịnh Bân Bân lại đưa nhẫn chữ vật qua. Nhưng lại phát hiện ánh mắt Dương Bách Xuyên đang thất thần, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Trịnh Bân Bân không khỏi nói, Xuyên tử, ngươi sao vậy? Dương Bách Xuyên đột nhiên nhìn Trịnh Bân Bân nói, vừa nãy ngươi nói lúc này trừ khi xuất hiện hỏa vân khuyển. Chúng ta mới có thể bình an đúng không? Trịnh Bân Bân hơi nghi ngờ không biết Dương Bách Xuyên hỏi cái này làm gì. Lúc này đâu có hỏa vân khuyển xuất hiện, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy, nhưng đừng nghĩ nữa, trong loại môi trường này hỏa vân khuyển sẽ không xuất hiện đâu. Ngươi đợi lát đã, để ta nghĩ chút. Trong đầu Dương Bách Xuyên đột nhiên nghĩ đến hình như có một cách có thể thử, sau đó hỏi Trịnh Bân Bân, ngươi nói hỏa vân khuyển là khắc tinh của huyết lang, đây là tại sao? Rất đơn giản, hỏa vân khuyển vốn là hậu duệ của thần khuyển phong vân trong truyền thuyết, coi như là huyết mạch thần thú, những huyết lan này đều phải bò dạp xuống, đây là quy tắc đẳng cấp huyết mạch bẩm sinh giữa yêu thú. Trịnh Bân Bân giải thích cho Dương Bách Xuyên. Sắc mặt Dương Bách Xuyên vui mừng, đột nhiên nói, nếu theo như cách nói của ngươi, bây giờ có một con phong vân thần khuyển chân chính cấp bậc huyết mạch còn cao hơn hỏa vân khuyển xuất hiện ở đây, ngươi nói liệu huyết lang biến dị có thần phục không? Trịnh Bân Bân cũng bị Dương Bách Xuyên nói cho hồ đồ rồi, đây đã là lúc nào rồi, còn nằm mơ. Nàng ta lập tức hơi tức giận, nói, Xuyên tử đừng quậy, mau cầm lấy nhẫn, đợi lát nếu huyết lang biến dị kia khôi phục gần xong, dù ta liều lên tự bạo, sợ cũng không ngăn được, không còn thời gian rồi, ngươi cầm lấy nhẫn, ta tìm những xúc sinh này tính sổ. Lần này không đợi Dương Bách Xuyên nói chuyện, Triệu Bân Bân đã trực tiếp nhét nhẫn chữ vật vào trong tay Dương Bách Xuyên. Quay người muốn đi về phía huyết lang. Dương Bách Xuyên cũng lật ngược tay bắt lấy tay của nàng ta, nói, ngươi vội cái gì, cho dù là muốn dâng mạng cũng là chuyện của đại nam nhân như ta, để một nữ nhân như ngươi hy sinh, tạo cơ hội chạy thoát thân cho ta, da mặt ta dày cũng không làm được. Hơn nữa, Trịnh Bân Bân ngươi có thể coi Dương Bách Xuyên ta là bạn, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, Dương Bách Xuyên ta lại không làm được sao? Vậy Dương nào đó ta làm người gì nữa? Ta cũng không làm liều, ta nghĩ được cách có thể giết chết đám xúc sinh này rồi, ngươi cũng không cần hở tí là tự bạo, ta không cho phép ngươi chết, Diêm Vương cũng không dám nhận bạn của Dương Bách Xuyên ta. Phì! Trịnh Bân Bân bị lời nói của Dương Bách Xuyên làm cho vừa cảm động vừa buồn cười, trên khuôn mặt vốn nặng nề đã hiện ra ý cười.
Nàng ta chợt bật cười, nói, xuyên tử có thể quen biết người bạn như ngươi là may mắn của ta, nhưng mà đừng nói đùa nữa, còn không hành động thì thật sự không kịp rồi. Dừng dừng dừng, ta trực tiếp làm thi thể cho ngươi, đã nói ta nghĩ được một cách rồi ngươi không tin, cũng phải thử xem có được hay không mới biết, đến lúc đó nếu ngươi muốn tự bạo cũng không muộn. Dương Bách Xuyên biết Trịnh Bân Bân không tin, hắn lên tiếng cắt ngang nàng ta. Sau đó trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, triệu hồi vượng tử ở trong bình càn khôn ra ngoài. Trong người vượng tử có một giọt tinh huyết của thần thú phong vân thần khuyển chân chính, hơn nữa đã ngủ say những hơn 10 năm mới tiêu hóa được một giọt tinh huyết của phong vân thần khuyển, coi như là vô hạn tới gần tồn tại phong vân thần khuyển. Hỏa vân khuyển mà Trịnh Bân Bân nói lúc trước là khắc tinh của huyết lang, hỏa vân khuyển lại là hậu duệ của phong vân thần khuyển. Như vậy tính ra trên người vượng tử có tinh huyết của phong vân thần khuyển chân chính, hơn nữa còn là tồn tại thành công sau khi tiến hóa huyết mạch, còn trâu bò hơn hỏa vân khuyển nhiều đúng không? Theo lý thuyết như vậy, vương tử càng là khắc tinh của huyết lang mới đúng, có uy áp cấp bậc huyết mạch cao hơn hỏa vân khuyển ở đây, như vậy Dương Bách Xuyên nghĩ đến dùng vượng tử để hù dọa huyết lang. Chỉ là không biết có tác dụng không? Nếu như không có tác dụng thì cùng lắm hắn kéo Trịnh Bân Bân vào không gian bình càn khôn là được. Vừa vung tay ánh sáng vàng chợt lóe, vượng tử đã xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên. Gâu gâu! Vượng tử vừa xuất hiện đã sủa thân mật với Dương Bách Xuyên. Trịnh Bân Bân trợn to con ngươi chỉ vượng tử nói, xuyên tử, đây chính là cách ngươi nói sao? Một con chó có linh khí. Trịnh Bân Bân cạn lời, có thể khắc chế huyết lang là hỏa vân khuyển có huyết mạch của phong vân thần khuyển, không phải một con có linh khí là đủ. Dương Bách Xuyên cười he he, nói, nếu như ta nói vương tử tính là một nửa phong vân thần khuyển, ngươi tin không? Trịnh Bân Bân trực tiếp trợn trắng mắt, giờ khóc giờ cười nói, tin cái quỷ nhà ngươi. Rõ ràng là một pha nặng nề lúc này đã bị Dương Bách Xuyên làm ra mùi vị kịch hài rồi, đúng là khiến Trịnh Bân Bân rất cạn lời. Đợi xem là rồng hay rắn, lát nữa sẽ biết. Nói xong Dương Bách Xuyên xoa lên đầu vượng tử bàn giao vài câu. Sau đó Trịnh Bân Bân trợn to mắt, nhìn vượng tử tiến lên trước mấy bước, đối mặt với huyết lang biến dị cách hơn 10 mét và 9 huyết lang yêu ở xung quanh, cả người bộc phát ra ánh sáng vàng, rồi một tiếng giống xuyên tầng mây vang lên, sau lưng vượng tử lại mọc ra một đôi cánh, thân thể cũng đột nhiên to hơn một vòng. Gào! Một tiếng hú dài của vượng tử truyền ra rất xa, đến thẳng chân trời. Lúc này, điều Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân không biết là trên cồn cát cách khe núi huyết lang hơn trăm dặm, có ba con yêu thú trông to hơn con nghé, cả người đỏ rực như chó, vốn đang lười biếng nằm trong cát, sau khi nghe thấy một tiếng hút dài, sau khi phân biệt phương hướng, vèo 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 biến thành ba tàn ảnh đỏ rực điên cuồng lao thẳng về phía khe núi huyết lang. Nếu như có người ở đây chắc chắn có thể nhận ra ba con yêu thú còn to hơn con nghé chính là hỏa vân khuyển, cho dù là tu sĩ hay là yêu thú gặp cũng đều phải nhượng bộ trong sa mạc. Trong khe núi huyết lang lại xuất hiện một cảnh tượng khiến Trịnh Bân Bân mở rộng tầm mắt. Một linh khuyển bình thường trong mắt nàng ta vậy mà đang biến thân trong tiếng hú dài, sau khi ánh sáng vàng tản đi, sau lưng mọc cánh, lông tóc tỏa sáng, giống giận với huyết lang ở đó. Ngay sau đó kỳ tích đã xuất hiện, huyết lang bao vây xung quanh nàng ta và Dương Bách Xuyên, lúc này tất cả 9 con đều khẽ phát run, cả chân trước cũng lập tức cong lại quỳ xuống trước mặt vượng tử, toàn thân thay đổi lớn, nếu cảm nhận về khí tức thì con chó Dương Bách Xuyên triệu hồi ra này cùng lắm là cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng chính là một con chó không nổi trội trong mắt nàng ta như vậy lại khiến 9 con huyết lang hung ác cả người khẽ phát run quỳ xuống đất sau khi biến lớn. Lúc này trong lòng Trịnh Bân Bân tin thật rồi, tin con chó này là phong vân thần khuyển trong miệng của Dương Bách Xuyên. Không có huyết mạch thần thú sao có thể khiến thân thể huyết lang hung ác phát run quỷ dưới đất. Lúc ánh mắt liếc qua con huyết lang biến dị kia, Trịnh Bân Bân lại hơi ngạc nhiên, trong lòng thầm nói cho cùng vẫn là tồn tại biến dị. Thấy chỉ có duy nhất huyết lang biến dị kia là không ngã quỳ. Mắt Dương Bách Xuyên híp lại, cầm kiếm đồ long trong tay. Nhìn huyết lang biến dị kia, trong lòng chợt động xuất hiện hai giọt nước sinh mệnh trên ngón tay, một giọt tự mình nuốt xuống, giọt còn lại đưa cho Trịnh Bân Bân, nói, há miệng. Trịnh Bân Bân vô thức há miệng. Dương Bách Xuyên búng tay tung một giọt nước sinh mệnh vào trong miệng của Trịnh Bân Bân, sau đó lại lấy đan chân khí ra tự mình nuốt xuống đan chân khí, ba viên còn lại đều ném cho Trịnh Bân Bân.
Đan chân khí trong tay hắn đều chưa từng dùng, mà đan dược của mấy người Trịnh Bân Bân lại đã dùng hết từ lâu trong trận chém giết lúc trước. Ăn đan dược này vào, mau chóng điều trị thân thể, đợi lát xúc sinh biến dị kia giao cho ta, người đi làm thịt chín xúc sinh khác, trả thù cho nhóm Bạch huynh. Dương Bách Xuyên nói. Trong miệng Trịnh Bân Bân nuốt xuống một thứ giống như một giọt nước, sau đó trong cơ thể lập tức bộc phát ra sức sống vô cùng mạnh mẽ, vết thương trên người nàng ta đang nhanh chóng khôi phục, lại nhận lấy đan dược Dương Bách Xuyên ném qua. Nàng ta nghe lời hắn, cũng không hỏi nhiều trực tiếp dùng đan dược bổ sung chân khí. Trong lòng nàng ta chấn động vì sự mạnh mẽ của một giọt nước của Dương Bách Xuyên, cảm nhận vết thương trong người nhanh chóng khôi phục, lòng tràn đầy nghi ngờ, làm thế nào cũng không ngờ tới trên người Dương Bách Xuyên sẽ có chí bảo như vậy. Trịnh Bân Bân càng ngày càng kinh ngạc về sự thần bí của Dương Bách Xuyên, bỗng dưng triệu hồi ra nửa thần thú lúc trước. Giọt nước chứa đựng sức sống vô cùng mạnh mẽ cộng thêm thuật luyện đan của hắn, nàng ta thật sự cảm thấy Dương Bách Xuyên càng ngày càng thần bí. Mặc dù trong bụng đầy nghi vấn, nhưng nàng ta cũng là người thông minh, là tu chân giả có ai mà không có bí mật trên người. Nếu đã coi Dương Bách Xuyên là bạn, thì sẽ không có nghi ngờ đối với hắn, dù sao Dương Bách Xuyên đang giúp nàng ta, không hại nàng ta. Huống hồ lúc này không phải lúc nghĩ nhiều, hắn nói đúng, mau chóng khôi phục, sau đó chém giết chín xúc sinh kia mới có thể loại bỏ nguy cơ, có thể trả thù cho ba huynh đệ đã chết. Mà ánh mắt Dương Bách Xuyên lại nhìn chằm chằm huyết lang biến dị, trong mắt hắn sau khi vượng tử biến thân, quả nhiên đã có hiệu quả, chứng minh điều hắn nghĩ trong lòng là đúng. Ván cược này đúng rồi. Chỉ là không ngờ tới vương tử phóng thích ra uy áp cấp bậc huyết mạch có tác dụng rõ ràng với 9 con huyết lang bình thường, nhưng hình như hiệu quả không lớn với huyết lang biến dị. Mặc dù không lớn, nhưng vẫn có hiệu quả. Trong tiếng giống với huyết lang biến dị của vượng tử, Dương Bách Xuyên phát hiện mặc dù huyết lang biến dị không quỳ xuống dưới uy áp huyết mạch của vượng tử, nhưng trong mắt cuối cùng đã xuất hiện vẻ sốt ruột bất an. Có điểm này đối với Dương Bách Xuyên đã là đủ rồi, chỉ cần vượng tử ở đây có thể hù dọa có thể uy hiếp huyết lang biến dị là đủ cho hắn xử lý xúc sinh biến dị này. Mấy phút sau, ngay lúc Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân đưa mắt nhìn nhau chuẩn bị ra tay, không ngờ huyết lang biến dị cũng há to miệng máu giống lên. Gào. Sau một tiếng này, giống như ra lệnh cho 9 con huyết lang xung quanh. Chỉ thấy 9 con huyết lang đã đứng dậy sau tiếng hú dài của huyết lang biến dị. Gào gào vương tử nổi giận, giống như quyền uy của một quân vương bị thần tử khiêu khích vậy, nó phát ra từng tiếng sống giận. Điều này khiến cho huyết lang 9 đầu thức giấc lại run lên lần nữa, độ áp chế của huyết mạch trời sinh không phải chỉ nói suông. Gào huyết lang biến dị đối mặt với vượng tử, lại gầm lên một tiếng như truyền tin cho huyết lang 9 đầu, nhất thời khiến cho huyết lang 9 đầu không biết làm sao. Giống như bị kẹp đến mức khó xử giữa hai vị vương giả. Trong một thời khắc, vượng tử đột nhiên quay đầu lại, hét lớn về hẻm núi phía trước. Ngay sau đó, ba tiếng gào dài như thể đáp lại vương tử, từ xa truyền đến gần. Dương Bách Xuyên quay đầu lại nhìn, ba ngọn hỏa diễm nhanh chóng lao đến, điều này khiến cho sắc mặt của hắn thay đổi. Nhưng ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lại nở nụ cười. Bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng ba ngọn hỏa diễm đang lao đến với tốc độ nhanh chính là ba ngọn lửa còn lớn hơn con trâu một vòng, trông giống như chó ngao Tây Tạng, yêu thú ba đầu toàn thân là lửa có dáng vẻ như chó đất. Trong lòng lập tức nhớ đến hỏa vân khuyển mà Trịnh Bân Bân đã từng nói qua. Quả nhiên Trịnh Bân Bân đã nhìn thấy, nói, là hỏa vân khuyển. Dương Bách Xuyên rốt cuộc cảm thấy yên tâm, không còn nghi ngờ gì nữa. Không còn nghi ngờ vượng tử đang gầm rú về phía hỏa vân khuyển ba đầu, như vậy, hỏa vân khuyển ba đầu là do vượng tử triệu đến để giúp đỡ. Mặc dù không biết vượng tử đã triệu hoán hỏa vân khuyển ba đầu như thế nào, nhưng tình hình chắc chắn không sai. Nhất định không phải do huyết lang triệu đến, bởi vì huyết lang và hỏa vân khuyển trời sinh không hợp. Lúc này, huyết lang bình thường bị biến dị thành huyết lang 9 đầu được triệu hoán đứng dậy. Không để ý đến huyết lang biến dị đang gầm rú nằm sấp phát run trên mặt đất, lao đến chiến trường khi hỏa vân khuyển ba đầu thét dài. Dương Bách Xuyên biết rằng thời cơ đã chín mùi, lớn tiếng nói với Trịnh Bân Bân, động thủ. Nói xong hắn dẫn đầu, lắc mình xuất hiện ở trước mặt huyết lang biến dị, dùng kiếm chém tới. Về phần Trịnh Bân Bân, sau khi khôi phục thương thế và chân khí trong cơ thể, Dương Bách Xuyên mở miệng,
Trường tiên trong tay nàng lập tức giết chết con huyết lang chín đầu đang run rẩy nằm trên mặt đất, mang theo vô vàn hận ý, mang theo ý niệm báo thù cho ba huynh đệ Bạch Tiểu Sinh, Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng. Ra tay vừa nhanh vừa ác, xuyên thẳng vào giữa chín đầu bị Vượng Tử và Hỏa Vân Khuyển ba đầu làm cho sợ hãi, từng con huyết lang bình thường bị Trịnh Bân Bân quất thành thịt nát xương tan. Lúc này, cảnh tượng khiến cho Trịnh Bân Bân cảm thấy ngạc nhiên xuất hiện. Chỉ thấy ba đầu chạy như bay về phía Hỏa Vân Khuyển đều đang ở trong trạng thái xuất vía. Hai đầu Hỏa Vân Khuyển ở xuất cảnh sơ kỳ lao đến phía sau Vượng Tử. Chúng cúi đầu từng con một, như yết kiến quốc vương, có chút buồn cười. Lập tức nhìn thấy Vượng Tử gầm nhẹ với Hỏa Vân Khuyển ba đầu. Trước tiên dẫn đầu lao về phía huyết lang biến dị duy nhất còn sống đang chiến đấu với Dương Bách Xuyên. Hỏa Vân Khuyển ba đầu theo sát bên cạnh Vượng Tử, cũng đánh về phía huyết lang biến dị. Trịnh Bân Bân để lại hai hàng nước mắt, lẩm bẩm: lão nhị, lão tam, lão tứ, ta báo thù cho các ngươi. Nói xong cũng lao về phía huyết lang biến dị. Trong nháy mắt, huyết lang biến dị bắt đầu sợ hãi, dưới sự bao vây của Vượng Tử và Hỏa Vân Khuyển ba đầu, tuy huyết lang biến dị là biến dị, nhưng dù sao nó cũng là huyết lang, không cường đại đến mức có thể vượt qua uy áp của huyết mạch, dưới sự áp chế tự nhiên của huyết mạch, huyết lang biến dị trở nên sợ đông sợ tây. Dương Bách Xuyên nắm bắt cơ hội, phàm có thể sử dụng thủ đoạn giáng xuống trên người huyết lang biến dị. Dầm. Huyết lang biến dị bị bao vây cuối cùng cũng kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù có thể so với đại viên mãn của xuất khiếu cảnh, nhưng vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi uy áp của Vượng Tử và Hỏa Vân Khuyển ba đầu. Chỉ nhìn thấy huyết lang biến dị gầm thét, góc đối diện trên đầu là máu tươi, một luồng khí tức cường đại truyền ra. Dương Bách Xuyên đã từng nếm qua một sừng của huyết lang biến dị, hắn biến sắc muốn gọi Trịnh Bân Bân lùi lại, nhưng lại phát hiện Vượng Tử và Hỏa Vân Khuyển ba đầu đang gào thét, sau đó Vượng Tử phun ra một hạt châu màu vàng từ trong miệng, lao thẳng đến huyết lang biến dị. Mà Hỏa Vân Khuyển ba đầu cũng giống như thế, mỗi đầu phun ra ba viên yêu đan màu đỏ rực, thẳng đến sừng trên đầu của huyết lang biến dị. Yêu đan Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt. Hắn biết yêu đan chính là căn cơ tu vi của tu chân giả kim đan nguyên anh các thứ. Nếu yêu đan bị hủy, chính là một chữ chết. Vượng Tử không thể Dương Bách Xuyên vội vàng hét lên, nhưng nó đã ăn hết, lúc này yêu đan của Vượng Tử và Hỏa Vân Khuyển ba đầu đã tiến đến xung quanh sừng huyết lang biến dị. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt. Chỉ nhìn thấy viên yêu đan màu vàng của Vượng Tử làm trung tâm. Yêu đan của Hỏa Vân Khuyển ba đầu ở xung quanh, bốn viên yêu đan đột nhiên phát sáng. Bộc phát ra hai loại ánh vàng và đỏ trực tiếp nhấn chìm ánh sáng đỏ như máu của chiếc sừng trên đầu huyết lang biến dị. Gào gào gào. Lúc này, huyết lang biến dị phát ra tiếng thét thống khổ, xem ra là bị yêu đan của Vượng Tử liên hợp với Hỏa Vân Khuyển ba đầu trực tiếp trấn áp huyết lang biến dị. Trái lại giờ phút này, huyết lang biến dị chỉ có thể gầm rú, cơ thể không di chuyển được. Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân cũng ngây người. Má còn có thể chơi như vậy sao? Dương Bách Xuyên tự nhủ. Không đến 10 nhịp thở sau, Vượng Tử gầm lên một tiếng, há miệng thu hồi yêu đan. Sau đó, yêu đan của Hỏa Vân Khuyển ba đầu cũng được thu trở về. Tất cả ánh sáng đều tản đi. Lúc nhìn huyết lang biến dị, Dương Bách Xuyên cười thành tiếng, chiếc sừng giữa đầu huyết lang biến dị đã biến mất. Mà ngược lại Vượng Tử, Dương Bách Xuyên mở to hai mắt, phát hiện trên đỉnh đầu của Vượng Tử mọc ra một đạo kim quang, chỉ trong chốc lát, kim quang tản đi, hắn nhìn thấy trên đầu Vượng Tử mọc ra một cái sừng dài một tấc. Nhưng nó màu vàng. Giờ phút này Dương Bách Xuyên vô cùng kinh ngạc, hắn rốt cục đã hiểu, Vượng Tử trực tiếp truyền lực lượng góc đối hoặc sức mạnh của huyết lang biến dị đến cho mình thông qua yêu đan cùng với sự trợ giúp của Hỏa Vân Khuyển ba đầu. Hơn nữa, khí tức toàn thân của Vượng Tử đã đạt tới tứ chuyển đỉnh phong, chính là cấp bậc nguyên anh đại viên mãn. Đây cũng quá nghịch thiên rồi đi. Dương Bách Xuyên nhìn Vượng Tử như nhìn quái vật. Gào u lúc này, Vượng Tử nổi giận gầm lên với con huyết lang biến dị đang ủ rũ không còn sức lực. Sau một khắc, huyết lang biến dị trực tiếp nằm sụi lơ trên mặt đất, huyết lang biến dị không có sừng, đã không còn tính là huyết lang biến dị. Trong nháy mắt, Trịnh Bân Bân ra tay, trực tiếp quất vào đầu huyết lang biến dị. Với một cú đánh, đầu của huyết lang vỡ tung. Vèo một cái, một viên đan dược màu máu bay ra khỏi cơ thể của huyết lang định trốn thoát, nhưng bị cánh của Vượng Tử bắt được.
nuốt trở vào. Sau đó Vượng Tử bay trở lại bên cạnh Dương Bách Xuyên, kim quang trên người lóe lên thu cánh lại, trở lại kích thước ban đầu, hét lớn một tiếng rồi nhổ ra viên yêu đan có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ của huyết lang biến dị, đưa cho Dương Bách Xuyên. Cảnh tượng này làm cho Dương Mỗ vô cùng vui vẻ, được đó Vượng Tử, không tốn công thương ngươi, quay về cho ngươi ăn linh đào, ha ha. Quang quang tiếng kêu đầy vui mừng. Nhìn viên yêu đan màu máu trong tay, có một đầu huyết lang gương nanh múa vuốt, Dương Bách Xuyên trực tiếng hạ cấm chế phong ấn càn khôn trong đó, vật này vậy mà lại là yêu hồn xuất khiếu đại viên mãn, nghĩ đến chuyện sau này có thể luyện chế một cái pháp khí hậu thiên linh bảo, phong ấn nó bên trong, không phải là một lựa chọn tốt. Một trận chiến cuối cùng đã được giải quyết xong, nhóm 5 người đã mất đi 3. Nhưng Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân còn sống, toàn bộ huyết lang trong huyết lang coi như đã dẹp hết, sẽ không còn huyết lang nào xuất hiện nữa. Sau đó Dương Bách Xuyên dọn dẹp chiến trường, hơn 80 viên yêu đan thu hoạch từ 100 con huyết lang, dùng để luyện đan luyện khí đều là lựa chọn rất tốt. Trịnh Bân Bân đau lòng bởi huyết lang đã giết 3 huynh đệ, không muốn yêu đan. Tất cả đều đưa cho Dương Bách Xuyên. Sau khi thu dọn chiến trường xong, Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân cưỡi hỏa vân khuyển ba đầu rời khỏi cốc huyết lang. Năm xưa hỏa vân khuyển ba đầu xuất khiếu cảnh cũng nghe theo Vượng Tử điều khiển, thần phục Vượng Tử, đương nhiên rơi vào tay của Dương Mỗ. Một lần đi lại có vật cưỡi miễn phí, đây là một con hỏa vân khuyển cấp bậc xuất khiếu, không có lý do gì lại thả cho nó chạy đi. Đã có hỏa vân khuyển làm thú cưỡi. Hành trình sẽ nhanh hơn rất nhiều, sau khi trời tối thì dừng lại ở một cái hồ nước, trong hồ có yêu thú chiếm giữ, nhưng có hỏa vân khuyển ba đầu và Vượng Tử ở bên cạnh, nghỉ chân ở đây, cũng sẽ không bị yêu thú quấy rối. Khi màn đêm buông xuống, Dương Bách Xuyên lấy ra chiếc lều quân dụng, đều là thứ hắn thu thập lúc rời khỏi trái đất, trong giới chỉ chứa rất nhiều đồ vật, sau khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, Dương Bách Xuyên đi đến bên hồ gọi Trịnh Bân Bân. Nàng vẫn đang đau lòng cho cái chết của ba huynh đệ, nhìn Trịnh Bân Bân ngồi bên hồ dưới ánh trăng, Dương Bách Xuyên tay cầm hai bình rượu qua, ngồi bên cạnh Trịnh Bân Bân đưa qua một bình, nếm thử rượu ở quê ta đi, giải sầu. Trịnh Bân Bân nhận lấy rượu, nhìn vào mặt hồ, đột nhiên hỏi, tiểu tử Xuyên, người có pháp bảo động thiên sao? Dương Bách Xuyên thở dài trong lòng, điều hắn lo lắng cuối cùng cũng đến, hắn có thể tay không triệu hồi Vượng Tử, ở trong mắt tu sĩ có chút kiến thức. Có thể đoán được trong hang động có pháp khí động thiên, mà loại báu vật này có thể hấp thụ người sống. Bây giờ Trịnh Bân Bân hỏi câu này, đã nói lên trong lòng nàng có oán hận, tự trách mình vì sao không bảo bọn Bạch Tiểu Sinh vào bên trong hang pháp bảo động thiên, như vậy bọn họ sẽ không chết. Hắn định giấu vấn đề này với Trịnh Bân Bân, nếu giải thích thì hắn vẫn giải thích, về phần nàng có hiểu hay không phải xem chính mình, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị mỗi người một ngã với Trịnh Bân Bân rồi. Đối mặt với câu hỏi của Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên trầm tư một lúc mới nói, ta có nỗi khổ của ta, cho nên mới không thể bày ra pháp bảo động thiên, hơn nữa tình hình lúc đó khẩn cấp, người cũng biết cho dù ta muốn đưa các ngươi vào, cũng không có thời gian. Về phần thời điểm sớm nhất, không ai trong chúng ta có thể nghĩ đến sẽ có huyết lang biến dị tồn tại, còn cường đại hơn dự đoán. Tóm lại, ta không phải không muốn, ta là... Ha ha! Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong. Đã bị tiếng cười đột ngột của Trịnh Bân Bân cắt ngang. Ngươi nghĩ gì vậy? Ý ta là sau khi ngươi đến thành phố mạo hiểm, đừng dễ dàng triển khai pháp bảo động thiên, ở trong thành có rất nhiều thế lực phức tạp, đủ mọi hạng người, mỗi người ở thành phố mạo hiểm, có lợi ích thì chuyện gì cũng có thể làm được. Cho nên ý của ta là như vậy, không phải trách ngươi. Quả thật lúc đầu khi nhìn thấy ngươi triệu hồi Vượng Tử, biết trên người ngươi có cất giữ pháp bảo, lúc đó ta đã suy nghĩ tại sao ngươi không cho đám lão nhị vào trong pháp bảo động thiên của mình từ sớm, có lẽ bọn họ sẽ không chết. Nhưng sau đó nghĩ lại, thật sự như lời ngươi nói, tình thế không cho phép, chuyện này không thể trách ngươi được, ngươi có thể cùng chúng ta chiến đấu đến cùng đã quý lắm rồi, ta không có ý trách ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Là những nhà mạo hiểm, tất cả chúng ta đều suy nghĩ sẽ có một ngày như vậy, ngày hôm nay đám lão nhị đã rơi đúng như dự liệu. Trịnh Bân Bân đã nói rất nhiều điều với Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên biết nàng thực sự không có ý trách mình, điều này làm lòng Dương Mỗ cảm thấy nhẹ nhõm, dầu dĩ không vui xem như chuyện bình thường, hơn nữa Trịnh Bân Bân có thể nói những lời trong lòng của mình ra là một chuyện tốt cho nàng. Đêm nay hai người trò chuyện đến rạng sáng,
thật ra phần lớn đều là Trịnh Bân Bân nói, Dương Bách Xuyên nghe. Vừa rạng sáng hôm sau, hai người tiếp tục lên đường, theo như lời nói của Trịnh Bân Bân, chiều hôm nay có thể đến Vương Thành mạo hiểm, hai người có Hỏa Vân Khuyển làm thú cưỡi, thời gian đi đường cũng được rút ngắn. Hỏa Vân Khuyển ba đầu đều là xuất khiếu cảnh, phát ra khí tức cường đại, những yêu thú bình thường sẽ nhượng bộ tránh xa. Về cơ bản không có chuyện ngoài ý muốn nào xuất hiện trên đoạn đường này. Sau hoàng hôn, một tòa thành trì to lớn cổ xưa cuối cùng đã xuất hiện ở phía trước. Trịnh Bân Bân lộ vẻ vui mừng nói, tiểu tử Xuyên mau nhìn đi, đó chính là thành phố mạo hiểm. Dương Bách Xuyên cũng mỉm cười, sau khi nói chuyện cùng Trịnh Bân Bân cả đêm hôm qua, tâm trạng của nàng đã tốt hơn nhiều, thực tế thì Dương Bách Xuyên ngày càng thưởng thức Trịnh Bân Bân, phát hiện nàng cũng là một người coi trọng tình cảm hơn bất cứ điều gì khác, điểm này cả hai đều giống nhau. Hơn nữa còn không mất lý trí, vô cùng bình tĩnh, theo lời nói của Trịnh Bân Bân. Sau khi nàng là mạo hiểm vương, ước mơ cả đời không phải là đạt được thành tựu tu chân cao gì, mà là xây dựng lại vinh quang cho vương thành mạo hiểm của tổ tiên mình. Trong thời đại mạo hiểm vương, dùng sức một mình sáng lập một quốc gia mạo hiểm đủ cường đại để sánh vai với các tông môn của cả giới tu chân Sơn Hải, có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt đầy nguy hiểm, trở thành một thành phố mạo hiểm có 102, thành phố lớn nhất trong toàn bộ lãnh thổ Tây Sơn Châu, là một cuộc tấn công và vinh quang vô cùng rực rỡ. Thật đáng tiếc sau sự biến mất của mạo hiểm vương, toàn bộ quốc gia mạo hiểm chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chia năm xẻ bảy. Ngày nay trong thành phố mạo hiểm có vô số thế lực lớn nhỏ, hoàn toàn bị tách rời, tuy rằng nhà họ Trịnh các nàng ở điện mạo hiểm, thánh địa của thành phố mạo hiểm, vẫn là danh nghĩa chính thống, nhưng cũng chỉ có thế, chỉ là một cái tên mà thôi. Toàn bộ thành phố mạo hiểm rộng lớn đều kính trọng thánh địa điện mạo hiểm, mà trong điện mạo hiểm có 10 trưởng lão mạo hiểm. Đến nay đã phát triển thành 10 phe phái, gia gia của nàng là Trịnh Diêm Vương, là người đứng đầu 10 trưởng lão của Điện Mạo Hiểm, nắm trong tay địa đồ kho của Điện Mạo Hiểm. Gần trăm năm qua, 9 vị trưởng lão khác đều nhìn chằm chằm địa đồ kho, nhưng vì ngại mặt mũi và tu vi nên không phát tác. Nhưng 10 năm trước, 2 trong số 9 vị trưởng lão đã bước chân vào phân thần cảnh, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, đã bí mật cấu kết với nhau, bắt đầu tìm cách chiếm đoạt địa đồ kho trong tay nhà họ Trịnh. Trong vài năm qua các trưởng lão của Điện Mạo Hiểm đã chia thành 3 phe, có 3 trưởng lão ủng hộ nhà họ Trịnh. Trưởng lão thứ 3 là người đầu tiên đạt được phân thần cảnh có 2 người bên cạnh ủng hộ, trưởng lão thứ 9 là người thứ 2 đạt được phân thần cảnh cũng có 2 người ủng hộ, mà gia gia của nàng, Trịnh Diêm Vương mới đạt được phân thần cảnh 1 năm trước, là trưởng lão có phân thần cảnh yếu nhất, nhưng dù sao nhà họ Trịnh cũng là đời sau của Mạo Hiểm Vương, hơn nữa còn trưởng quản địa đồ kho, bên cạnh có 3 trưởng lão hỗ trợ. Về nhân số thì có ưu thế hơn. Chưa đủ, thế lực của trưởng lão thứ 3 trong 3 phe có tu vi cường đại nhất. Trưởng lão thứ 9 mạnh thứ 2, bề ngoài là trạng thái ngang nhau, Trịnh Diêm Vương chiếm cứ đại nghĩa, coi như là mạnh nhất. Nhưng mà 1 năm trước, nghe tin tức trưởng lão thứ 3 và trưởng lão thứ 9 liên minh với nhau truyền ra, lần này Trịnh Diêm Vương sốt ruột, mới để cho Trịnh Bân Bân mạo hiểm đến tộc Sa Hồ, thu hồi phân thân thuần dương do tổ tiên để lại. Phân thân thuần dương cũng là con át chủ bài của nhà họ Trịnh. Cũng may hiện tại thành công, chỉ cần Trịnh Diêm Vương luyện hóa được phân thân thuần dương, có thể trấn áp trưởng lão thứ 3 và thứ 9 liên hợp phản kích, thậm chí có hy vọng có thể chỉnh sửa sự hỗn loạn của Vương Thành Mạo Hiểm, xây dựng lại vinh quang của tổ tiên, tái tạo lại quốc gia Mạo Hiểm một lần nữa. Hôm nay trở lại thành phố Mạo Hiểm, Trịnh Bân Bân xem như đã hoàn thành nhiệm vụ mà ra ra Trịnh Diêm Vương giao phó. Tái tạo lại vinh quang của nhà họ Trịnh đã tiến gần hơn một bước nữa, hiện tại chỉ cần cho Trịnh Diêm Vương thời gian để luyện hóa phân thân thuần dương, thành phố mạo hiểm sẽ xuất hiện một lần nữa. Tất nhiên những thứ này không liên quan gì đến Dương Bách Xuyên, hắn sẽ không nhúng tay vào vùng nước sâu thành phố mạo hiểm, nhưng Trịnh Bân Bân đã tâm sự hết mọi thứ với hắn như bạn bè, với tư cách là một người bạn, Dương Bách Xuyên vẫn vui cho Trịnh Bân Bân, cũng lo lắng cho nàng. Điều đáng mừng là nàng có thể tiến về phía ước mơ của mình gần hơn một bước, nhưng điều đáng lo là, lúc này là cuộc chiến giữa cường giả phân thần cảnh, đang ở trong thế cục dù thế nào thì Trịnh Bân Bân cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng hắn cũng chỉ có thể lo lắng. Vất vả lắm mới quen được một người bạn như vậy, hắn không hy vọng Trịnh Bân Bân sẽ gặp chuyện không may. Theo suy đoán, cũng biết hiện tại thành phố mạo hiểm như thế nào, trong tay nhà họ Trịnh nắm giữ địa đồ kho,
đồ vật như vậy sẽ khiến bao nhiêu nhà mạo hiểm đỏ mắt nhớ thương chứ? Mặc dù Trịnh Bân Bân nói rằng phân thân thuần dương của tổ tiên có thể giải quyết mọi thứ dễ dàng. Nhưng thực hư thế nào, ai mà biết được? Chắc chắn không dễ dàng như vậy. Địa đồ kho của Điện Mạo Hiểm, theo cách nói của Trịnh Bân Bân, gần như ghi lại 4 lãnh thổ quốc gia mạo hiểm của toàn bộ giới Sơn Hải, hiểm địa tất nhiên là nơi có thiên tài địa bảo, là tài nguyên của tu chân. Ngay cả các thế lực cổ xưa cường đại trong giới Sơn Hải còn không nắm giữ một số địa đồ, chứ đừng nói đến việc biết đến chúng, nhưng nhà họ Trịnh của Điện Mạo Hiểm lại nắm giữ, làm sao có thể không bị người ta nhớ thương. Theo lời của Trịnh Bân Bân, hiện tại thành phố mạo hiểm không chỉ có các thế lực mạo hiểm khác nhau, thậm chí còn có cả yêu tộc, một số thế lực tu chân, v.v. Đây là quy tắc do Mạo Hiểm Vương đặt ra khi thành lập thành phố mạo hiểm. Phàm là ai có tinh thần mạo hiểm, có thể thông qua bài kiểm tra của Điện Mạo Hiểm đều được gọi là nhà mạo hiểm, thế cho nên mọi người thuộc yêu tộc và các tu chân tông môn thế gia đều đến thành phố mạo hiểm, dù sao tất cả mọi người đều có tinh thần mạo hiểm. Vương Thành Mạo Hiểm vốn là một thành phố bao dung tất cả, trong yêu tộc cũng có những nơi tập trung yêu tu đơn lẻ. Bản chất giống với tán tu bình thường, nếu họ không thể lăn lộn trong một quần thể yêu tộc to lớn, họ sẽ đến thành phố mạo hiểm. Tu chân tông môn thế gia cũng vậy, chỉ cần tuyên bố ly khai khỏi tông môn hoặc thế gia, cũng có tư cách đến thành phố mạo hiểm. Có rất nhiều cơ hội để leo lên thành phố mạo hiểm, bởi vì sau khi trở thành nhà mạo hiểm, thông qua các cuộc phiêu lưu liên tục, có thể không ngừng nhận được địa đồ mạo hiểm từ Điện Mạo Hiểm, những thứ địa đồ này chính là cơ hội tu luyện của từng nhà mạo hiểm. Cho nên nói thành phố mạo hiểm là một tòa vương thành không bình thường, cũng là một thế lực siêu cấp, là vương thành cổ xưa của Tây Sơn Châu đời thứ hai, vương thành thứ nhất chính là Sơn Hải Vương Thành, đáng tiếc là Sơn Hải Vương đã biến mất mãi mãi từ trong lịch sử lâu dài của sa mạc sâu thẳm. Vương thành mạo hiểm là vương triều lớn duy nhất do tổ tiên nhà họ Trịnh xây dựng. Nhưng sau khi Mạo Hiểm Vương biến mất, nó chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, giờ đây nó là một thành phố khổng lồ với vô số thế lực, nhưng may mà các nhà mạo hiểm đã truyền lại nó. Theo lời của Trịnh Bân Bân, toàn bộ thành phố mạo hiểm trong thời kỳ huy hoàng có 800.000 nhà mạo hiểm tồn tại, mà diện tích của thành phố mạo hiểm cũng cách xa vạn dặm. Thế nhưng kể từ khi Mạo Hiểm Vương biến mất, đã giảm xuống ngàn trượng, cho đến nay, thành phố mạo hiểm còn chưa đến 600 vạn nhà mạo hiểm. Diện tích bao phủ từ hàng vạn dặm giảm còn hàng ngàn dặm. Lý do cho chuyện này là do yêu tộc gây ra. Trên thực tế, Vương Thành Mạo Hiểm nằm trong lãnh thổ giới Sơn Hải, là một vùng biên giới, phía đông giáp biển, phía bắc giáp với vùng hoang dã, tiếp giáp hai vùng biên giới này, quanh năm đều bị hải yêu và yêu thú vùng đất hoang xâm phạm, thế cho nên Vương Thành đã bị thu hẹp gấp 10 lần. Trịnh Bân Bân nói với Dương Bách Xuyên, bây giờ bức tường thành thổ khâu ngươi thấy. Trên thực tế là địa điểm cũ của thành phố Mạo Hiểm đã bị đổ nát. Bây giờ bức tường của thành phố Mạo Hiểm đã được xây dựng lại cách đây nghìn năm trước, có đại trận thủ hộ, không sợ yêu thú xâm nhập. Theo như ngươi nói, chẳng phải xung quanh thành phố Mạo Hiểm rất nguy hiểm, có yêu thú bất cứ lúc nào hay sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Trịnh Bân Bân khẽ nói, trên lý thuyết đích thật là như vậy nhưng ngươi yên tâm, mặc dù vương thành Mạo Hiểm cổ xưa bị yêu thú chiếm giữ. Nhưng yêu thú có thể chiếm giữ địa bàn một thành đều sẽ có trí tuệ, bọn họ cũng không thật sự mạnh đến mức không có giới hạn. Tuy là hiện giờ Vương Thành Mạo Hiểm không bằng thời điểm huy hoàng, lại bởi vì sự tồn tại của 10 đại thúc lão của Điện Mạo Hiểm, yêu thú nào mà dám làm bậy, thật sự chọc giận Vương Thành Mạo Hiểm thì coi như những yêu thú đó tự tìm đường chết rồi. Yêu thú chiếm giữ bốn phía Vương Thành Mạo Hiểm đơn giản chỉ vì nhìn chúng địa bàn lão thành Mạo Hiểm mà thôi, bất kể là người hay là yêu. Suy cho cùng đều là vì tài nguyên tu luyện. Mà một mảnh địa bàn tốt đều là tài nguyên, ví dụ như, thành cổ bị yêu thú chiếm giữ Vương Thành Mạo Hiểm chính là nơi có linh khí tu luyện số 1 số 2 của Châu Tây Sơn, đáng tiếc là đã bị Vương quốc Mạo Hiểm mang danh mà không đúng với thực lực, nếu không sao có thể để cho yêu thú chiếm đoạt. Dương Bách Xuyên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, thoáng chốc đã đi vào tường thành cổ xưa rách nát. Toàn bộ tường thành cổ của Vương Thành Mạo Hiểm đặt vào hiện tại chỉ là một hàng dài cồn cắt liếc mắt cũng không nhìn thấy bờ. Trải qua vô số năm tháng vẫn đứng lên như trước, đủ để nói rõ Vương Thành Mạo Hiểm năm đó hùng vĩ cường đại cỡ nào. Sau khi bước vào phạm vi tường thành cũ, lập tức cảm thấy thiên địa linh khí tồn tại, đây là đãi ngộ mà các vùng sa mạc khác chưa từng có. Tâm tình của Trịnh Bân Bân tốt hơn rất nhiều,
nụ cười trên mặt cũng rạng ngời hơn, theo lời nàng ta nói, bước vào thành cổ chính là về nhà, cũng không có bao nhiêu đường, có hỏa vân khuyển thay thế nên không đến một tiếng là có thể đến, hiện giờ đã thật sự bước vào vương thành mạo hiểm. Tốc độ của hai người hơi chậm lại một chút, vì biết Dương Bách Xuyên lần đầu tiên đến vương thành mạo hiểm nên có rất nhiều chỗ không hiểu, Trịnh Bân Bân lập tức mở miệng chủ động nói cho Dương Bách Xuyên nghe về chuyện vương thành mạo hiểm. Ở phía bắc vương thành mạo hiểm là núi tuyết mênh mông, băng tuyết thay đổi quanh năm nhưng dồi dào linh khí, bị báo tuyết ở vùng hoang dã đi ra chiếm giữ, báo tuyết trong lời đồn chính là một tộc quần, nó có thiên phú thần thông. Tộc quần này có vương giả tộc quần, ai cũng không biết báo tuyết phương cường đại cỡ nào, từ mấy trăm năm trước đã có khách mạo hiểm cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn xông qua núi tuyết ở phía bắc nhưng chưa từng thấy ra ngoài, bởi vậy theo suy đoán, báo tuyết vương ở núi tuyết phía bắc bộ vô cùng cường đại, thậm chí cũng có thể là tồn tại thần cảnh. Trịnh Bân Bân nói tới đây thì nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên đang chăm chú nghe giải thích, nàng ta khẽ cười nói, ở phía tây là hồ nước nổi tiếng ở Châu Tây Sơn, trong tin đồn nói hồ nước nối liền địa hạt đại hải, bị thủy yêu chiếm giữ. Phía tây là nơi có hộ môn của vương thành mạo hiểm chết, xem như là nơi trung tâm nhất địa hạt đại sơn, cái này tạm thời không nói đến. Nói về phía nam sẽ khiến người ta đỏ mắt nhất nhưng lại kinh khủng nhất, đây phải là tổn thất lớn nhất của cả vương thành mạo hiểm. Lúc Trịnh Bân Bân nói tới đây, ánh mắt nhìn thoáng qua một hướng nào đó lập tức dừng lại nói, nhìn hướng này thì hình như là phía nam, thành cổ của vương thành mạo hiểm bị yêu thú chiếm giữ, cũng là nơi lớn nhất tốt nhất. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Bân Bân giơ tay chỉ về một phương hướng nào đó, để Dương Bách Xuyên nhìn. Khi Dương Bách Xuyên nhìn theo ngón tay Trịnh Bân Bân thì hơi ngẩn người, bởi vì trong tầm mắt hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt. Giống như các vùng sa mạc khác ở Châu Tây Sơn. Phương hướng ngón tay Trịnh Bân Bân không có đặc điểm gì, liếc mắt nhìn tất cả đều là bộ dáng gió cát vô tân. Dương Bách Xuyên có chút kinh ngạc nói, nhìn qua cũng không có điểm gì đặc biệt nha, tất cả đều là núi cát. Trịnh Bân Bân cười nói, cái này thì ngươi không biết rồi, nhìn không có điểm gì đặc biệt nhưng thực ra còn có càn khôn khác, phía nam trước kia chính là phồn hoa nhất ở thành cổ của vương thành mạo hiểm ngoại trừ điện mạo hiểm, nó nối liền hai nơi địa hạt đại sơn và địa hạt đại hải, là một nơi địa hình giao nhau. Khí hậu hoàn cảnh bên trong chiếm giữ bốn mùa rất rõ ràng, có núi hỏa diệm độc đáo của sa mạc, có một hồ nước khổng lồ gọi là hồ tinh nguyệt, còn có một tòa giao trì hoang dã là một phần nhỏ của dãy núi giao trì. Ba nơi ở phía nam đều có linh khí dồi dào, là vùng đất chủ phú thích hợp tu luyện nhất, cũng là nơi trước kia đặt vương thành mạo hiểm cổ xưa, nội chủng đến nay vẫn còn bảo tồn truyền tống trận thật lớn thông tới các nơi. Chỉ là hiện giờ bị yêu thú chiếm giữ. Cũng không biết đã bao nhiêu năm không có người đi vào, chúng ta gọi là đó là khu vực cấm phía nam bộ, vào kỳ nghỉ dài ngày cũng có thể đi mạo hiểm. Núi hỏa diệm có tài nguyên luyện khí hỏa có thuộc tính độc đáo, hồ tinh nguyệt có một loại cỏ tinh nguyệt có thể tăng thực lực thần hồn. Đáng tiếc cũng không dám xâm nhập vào sâu, toàn bộ khu vực cấm phía nam chiếm diện tích 3.000 dặm, quả nhiên là nơi tốt nhất, chỉ tiếc hiện tại không phải địa bàn nhân tộc. Trong lời nói của Trịnh Bân Bân đều là tiếc hận. Dương Bách Xuyên nhìn không được nói, khu vực cấm phía nam có rất nhiều yêu thú tồn tại sao? Ngoài dự đoán của hắn, Trịnh Bân Bân lắc đầu nói, toàn bộ khu vực cấm phía nam lại là khu vực có ít yêu thú nhất xung quanh thành mạo hiểm, mà là bị hậu duệ của ba thần thú đứng đầu chiếm giữ. Hậu duệ của ba thần thú đứng đầu đã thể hiện tồn tại độc lập và cường đại của mình, vô cùng nguy hiểm cho nên cũng không phải tộc quần yêu thú. Dương Bách Xuyên tò mò nói, là hậu duệ thần thú của tam đầu tồn tại thế nào? Trịnh Bân Bân nói, nghe đồn chiếm giữ hồ tinh nguyệt là một con giao long cường đại, chiếm giữ núi hỏa diệm chính là một con kim o, mà chiếm giữ tiểu giao chỉ là một con gấu bay, có tin đồn trong ba con yêu thú cường đại thì giao long của hồ tinh nguyệt là cường đại nhất, tóm lại bất kỳ bên nào cũng không dễ chọc, đã từng có khách mạo hiểm tập hợp đoàn đội xông vào khu vực cấm phía nam, nhưng mà khu vực cấm phía nam giống như là một con ác thú chỉ có vào chứ không có ra. Bao nhiêu tu sĩ đi vào thì bấy nhiêu tu sĩ mất tích. Không có bất kỳ tin tức nào truyền ra, dần dà không còn người nào dám đi vào mạo hiểm, không ai biết ba đầu yêu thú rốt cuộc cường đại đến mức nào, có người nói là yêu thú ngũ chuyển, cũng có tin đồn là đại yêu lục chuyến, tóm lại rất cường đại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.